Điều đó sẽ giúp cho con người tỉnh táo và tránh được cái sự nguy hại. Câu đó Đức Phật đã trả lời cho cái câu hỏi vật gì thức tỉnh đời. Ở đây trong còn cái điều thứ ba đó. Nói đến cái phương tiện mưu sinh. Và ngày xưa thời Đức Phật, thời xưa công nghiệp nó không có nhiều, chỉ có thương nghiệp và nông nghiệp. Với nghiệp chỉ vậy thôi. Nhưng mà phần lớn ở bờ, ở trên cạn thì dân chúng ở trong các làng hay là tỉnh lỵ và cả quốc độ thì họ hướng đến nông nghiệp nhiều, cho nên chính vì chỗ này mà cái gì là chung việc với nông dân thì phải nói rằng ấy, gia súc là gắn bó, trong đó có trâu bò. Chúng ta phải hiểu gì, nhưng ở trong bản dịch của chúng ta cái câu thứ tư đó chữ Erija, ở đây trong bản dịch là cử chỉ chúng là gì, thì cái câu đó chúng ta nghe câu hỏi là chúng ta cũng cũng hơi bối rối rồi. Ở trong bản hiệu đính để cái gì là sinh nhai, cái chữ Iriyapatho, cái chữ này rất là quen thuộc với chúng ta, đó là tứ đại quy nghi, đi đứng nằm ngồi. Nhưng mà không hiểu tại sao cái câu này lại được nhắc đến là dạy Sita không phải Sita ngay sau người. Còn chữ á xá là nó nằm rời, nó là một động từ cố tí. Còn chữ sita là lạnh, nhưng mà sita là cày bừa hay là cái đường cày. Vì ở trong chú giải khi mà giải thích cái chữ si tăng tí năng cà năng năng cà long, năng cà long là đường cày, cái sự cày bừa nói chung, cho nên ở cái chỗ này thì chút xíu rồi chúng ta sẽ có dịp để chúng ta bàn đến. Rồi cái mà nuôi nuôi tất cả mọi người, kể cả cái người làm biếng và người làm siêng là ai, thì Đức Phật nói đó là mưa. Và mưa cũng là cái nguồn nước thiên nhiên cho vô số sinh loại trên trái đất này,
Thì như vậy mưa đóng mưa được trả lời trong hai cái câu hỏi. Thì ở đây trong bài kệ này tổng hợp là chúng ta có 6 câu hỏi, nhưng mà Đức Phật này trả lời 5 vấn đề thôi, cho 5 vấn đề. Cái vấn đề thứ 5 đó thì nó bao trùm cho cả 2 câu hỏi. Bây giờ thì xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Trung Khoan rất nhiều cho Như Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn. Bài học hôm nay, bài 10, Kinh Chớp, Bát Chi Châu Tát Xuất Tăng, những yếu tố sinh tồn, chương 1, tương ưng chư thiên phạm đoạn. Sinh tồn không đơn thuần là bản năng mà còn là cần nhiều tố chất nếu muốn cuộc sống được tốt. Trí tuệ hay tri thức là nguồn sáng để có người biết cái gì cần làm và nên làm. Chánh niệm hay hướng sự chú tâm vào những gì xảy ra ở thân tâm khiến con người tỉnh táo, tránh được sự bất cẩn nguy hại. Phương tiện mưu sinh cụ thể như trâu bò đối với nông gia cần được quan tâm đúng mức. Trong sự mưu sinh thì trọng điểm vẫn là dao động, vẫn là lao động, dù lao tâm hay lao lực. Ngày nay con người thật sự hiểu ở đâu có nước thì ở đó có sự sống. Mưa là nguồn nước mà thiên nhiên tạo nên cho vô số sinh loại trên trái đất này. Biết thế nào để có nước và giữ được sạch là điều không thể không quan tâm. Kinh văn dị thiên: vật gì chiếu sáng ngời, vật gì thức tỉnh đời, ai cộng nghiệp với người, cử chỉ chúng là gì, ai nuôi kẻ nhát xiên như mẹ nuôi con cái, hữu tình gì trì mạng, y cứ vào đại địa. Thế Tôn: trí tuệ chiếu sáng đời, chánh niệm thức tỉnh đời, bò cộng nghiệp với người, đường cài là con đường. Mưa nuôi kẻ nhát xiên như mẹ nuôi con cái, mưa trì mạng chúng sanh, y cứ vào đại địa. Bản hiệu đính: vị tiên, cái gì soi sáng đời, cái gì khiến tỉnh táo, cái gì cùng chung việc, cái gì là sinh nhai, vì nuôi cả xiên lười như mẹ nuôi con cái, vì nuôi mọi sinh vật sống trên quả đất này. Thế Tôn: trí tuệ soi sáng trời, chánh niệm khiến tỉnh táo, trâu bò cùng chung việc lao động là sinh nhai, mưa tự như mẹ hiền, con nào cũng dưỡng nuôi sinh vật trên trái đất sống còn nhờ vào mưa. Tích văn: Manh nha, trí tuệ, tri thức, sự hiểu biết. Bát chô ta, nguồn sáng, ngọn đèn, sự soi sáng. Sát tí, chánh niệm. Cha gá rá, tỉnh táo, tỉnh thức, tỏ rõ. Ga vô, trâu bò, gia súc, giúp việc cài bừa. Căm mê, sát chi hoa năng, đồng nghiệp làm chung, cộng hưởng, cộng sinh. Sita sa iriya bát thờ, lao động là sinh nhai của phần đông chúng sanh. Vu thi alasan analasan cha ma ta bút tăng qua bồ sát tích.
mưa nuôi dưỡng sự sống cho cả người siêng lẫn người lười biếng, như mẹ nuôi tất cả con. Vút thình bù tà u ba chì hoàn tị dê ba na ba tha quýt si tà tị. Sinh vật sống trên mặt đất tồn tại nhờ mưa, tức nghĩa theo sớ giải chữ si tát xá nên được hiểu là si tăng át xá, mà chữ át xá cho quần xanh. Dạ con xin đọc lại. Mà chữ át xá chỉ cho quần chúng. Sát tát ca giá xá, chữ iriya ba thá lao động, như cài bừa ăn giá lá là công việc của nhà nông. Si tát xá iriya ba thơ tí si tăng át xá sát tát ca giá xá iriya ba thơ chi vi ta vút tí si tan chi nan ga lăng. Dịch giả Hạ Thượng Thích Minh Châu biên soạn giáo trình Thượng Tọa Giác Đẳng. Chúc con thành kính đảnh lễ cung Thượng Tọa Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Nam Mô Tham Mây Dạ, Nam Mô Sang Thầy Dạ. Con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đại Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tài Tri, Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bạn cô tu nữ, kính chào quý Phật tử. Thì bữa hôm nay thì chúng ta học ở trong kinh Tương Ưng Bộ. Và với bài kinh này là kinh tia chớp. Và cái vị thiên này hỏi Đức Phật. Thì chúng ta biết rằng á, đối với Đức Phật là thầy của chư thiên và nhân loại, nên trong cái phẩm chư thiên hay là trong kinh Tương Ưng thì chúng ta thấy rất là nhiều những vị thiên đến bạch hỏi Đức Phật. Và chúng ta cũng biết rằng đại hội trong kinh đại hội đó, ở trong trường bộ kinh thì cũng có nói đến cuộc đời của Đức Phật, có đại hội chư thiên trong các cái cõi trời đều xuống kính viếng Đức Phật, nói lên những cái kệ ngôn thì chúng ta thấy rất là nhiều, nhất là trong bài trường bộ kinh, bài kinh đại hội. Như vậy thì vị thiên này đó đến để hỏi Đức Phật, và vị thiên này hỏi theo cái hiểu biết của mình. Thì vị đó hỏi rằng vật gì chiếu sáng đời, có nghĩa là ở trong đời này cái vật gì chiếu sáng. Thì Đức Phật ngày trả lời trong cái câu này đó, thì chúng ta thấy Đức Phật trả lời là trí tuệ soi sáng đời. Rồi vị thiên đó hỏi rằng vật gì thức tỉnh đời, Đức Phật ngày dạy cái chánh niệm. Chánh niệm thì thức tỉnh đời, nghĩa là khiến cho tỉnh táo. Và những vị đó hỏi cái gì là chung việc, thì Đức Phật nói trâu bò là cùng chung việc. Thì chúng ta thấy Đức Phật này trình bày như vậy đó, mình thấy nếu theo cái mạch văn của bài kệ này đó, thì mình sẽ thấy rằng Đức Phật này dạy con người có trí tuệ đó, chính cái trí tuệ đó chiếu sáng, như là bài kệ kinh Pháp Cú chúng ta thấy là mặt trời chiếu sáng ban ngày đó, mặt trăng chiếu sáng đêm dài âm u, định thiền sáng người tu, Phật quan chiếu sáng thiên tu thế trần. Thì chúng ta biết rằng cái trí tuệ của một bậc đại giác, hay là nói chung là người có trí tuệ. Và chúng ta thấy theo cái bài kệ này đó, thì chúng ta nghĩ về cái ý nghĩa chào thưa đạo tràng hoan hỷ chờ trong giây lát. Thượng tọa Pháp Đăng đã rất đích rồi ạ.
Nam mô Bụt Thầy. Xin đại lễ chư Tôn Thầy sư, đại lễ chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa vị, dường như là sự họp đang bị gián đoạn đường truyền. Chúng tôi xin trích lời của sự họp đang để nói về ý nghĩa của bài kinh này. Khi sự họp đang trở lại thì chúng ta sẽ sự họp đang tiếp tục. Thưa vị, là một ở trong những điều có thể nói rằng rất quan trọng ở trong cuộc sống của chúng ta, không phải chỉ riêng đối với sự tồn tại hàng ngày mà ngay cả đến cái khía cạnh tu hành. Ví dụ như giáo lý của Đức Phật đề cập đến Bát Chánh Đạo, ở trong đó có nuôi mạng chân chánh hay là chánh mạng. Và ở trong rất là nhiều trường hợp khác nhau thì Đức Phật Ngài trong cái lời dạy rất là thực tiễn để khuyên chúng ta nên có một cái nhìn tương đối là thực tiễn nhưng mà có nghiêm túc về cái cách sống, cái mưu sinh trong đời sống hàng ngày của mình. Ai trong chúng ta cũng cần có cái điều kiện để tồn tại, cho dù là người xuất gia hay người sĩ, cho dù là nam hay nữ. Nhưng mà rồi khi mà nói đến những cái yếu tố then chốt để sinh tồn thì người ta hay nói rằng sinh tồn là một bản năng. Nhưng cái bản năng chúng ta nói vậy chưa đủ đâu, mà đòi hỏi trong đó còn có cái khéo, còn có cái gì mà gọi là làm đúng phương pháp. Thì nếu Đức Phật Ngài nêu ra hai điểm đầu tiên, điểm thứ nhất á, là tri thức hay là trí tuệ. Ở một cái thời nào đó trong xã hội loài người, đặc biệt là thời Trung Cổ, thời Âu Châu, thì người ta đặt nặng về vấn đề làm việc tay chân. Người ta muốn con người lao động thật nhiều, làm việc tay chân thật nhiều. Nhưng mà càng về sau này đó, đặc biệt là từ thế kỷ thứ 11 trở đi, thì người ta thấy rằng cái tri thức đó, nó rất là quan trọng. Ở quốc gia nào mà dân trí mở mang thì ở đó đó có cái kinh tế hưng thịnh. Chúng ta lấy một ví dụ là ở tại Trung Quốc đó, thời kỳ nào mà học thuật và kinh tế phát triển đó, thì thời đó cái tri thức của dân trí tăng cao. Mà thời nào dân trí mà bị chèn ép thì nó không có khá nổi. Ngay cả ngày hôm nay mà có quốc gia Đông Nam Á, quốc gia nào mà cái dân trí được nâng cao đó thì kinh tế nó luôn phát triển. Chúng ta không thể nào mà phát triển chỉ đơn là đôi tay của mình được. Và một việc thứ hai đó là cái chánh niệm. Chánh niệm ở đây nó có nhiều cái phạm trù lắm. Chánh niệm có thể là một cách rất là riêng tư như trong sự tu tập của chúng ta. Thứ hai là chánh niệm ở đây đó, tức là cái khả năng bám sát với thực tại, biết rõ thực tại. Một người đi buôn mà không biết rõ thị trường, không biết rõ khách hàng thì cũng chết. Một người thợ công nhân sản xuất mà người đó không có nắm rõ cái kỹ thuật mình làm cũng chết. Thì nói chung đó là cái chánh niệm đó là cái khả năng ý thức một cách sáng suốt, biết rõ, một cách tỏ rõ về cái gì mà mình làm, cái thị trường mà người tiêu thụ đang hướng theo, chúng ta phải bắt kịp. Có nhiều khi quý vị thấy rằng ngay cả ở trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, mà những công ty mà rất lớn như là Nokia hay là Motorola, cách đây 20-30 năm đã từng là một ông lớn lừng lẫy ở lĩnh vực điện thoại di động. Nhưng mà bởi vì họ thiếu tỉnh táo một chút, họ không bắt kịp. Ví dụ như lúc đó họ đầu tư quá nhiều và chuyện phát triển về hardware, về cái điện thoại, mà họ quên rằng cái hệ thống iOS, hệ thống ứng dụng OS như là Android, iOS hôm nay đó,
nó lại rất là quan trọng. Và do vậy đó, họ thiếu tỉnh táo một chút và họ mất đi cái thị phần. Và khi họ mất đi thị phần đó, bây giờ chúng ta nhìn lại một công ty rất lớn mà không có tỉnh táo thì tiêu. Như chúng ta cũng vậy thưa quý vị. Dạ, ngày hôm nay đó là Phật giáo Việt Nam chúng ta đang tồn tại trong điều kiện là các vị tăng sĩ rất là chú trọng về vấn đề lễ nghi lễ cho những người Phật tử lớn tuổi. Chuyện đó cũng tốt vậy, những người Phật tử lớn tuổi đi chùa nhiều, cúng dường nhiều, nhưng mà rồi những người đó mất đi thì sao? Đạo Phật sẽ mai một ở trong cộng đồng chúng ta, bởi vì chúng ta không có đủ khả năng bén dạy bắt kịp với cái đà tiến của thị trường. Chúng ta chịu thay đổi, chúng ta không có tỉnh táo. Thật ra ngoài cái vấn đề mà dân trí hay là tri thức thì cái sự tồn tại của con người nó cần cái khả năng tỉnh táo. Không có cái gì đứng yên một chỗ hết. Chúng tôi nhớ là hồi còn nhỏ trên quê hương Việt Nam đó, một cái món nào đó mà nó bán chạy ra, người ta bán ta không cải thiện. Ví dụ mình chế được loại dầu, dầu nhị thiên đường hay dầu sông Thập chẳng hạn, mấy chục năm thì vẫn như vậy. Trong lúc đó mình sống ở những xã hội phát triển đó, quý chúng ta bước vào cái tiệm Starbucks tháng này và tháng sau họ có những mặt hàng mới. Tại vì sao? Vì họ có đủ khả năng thích nghi. Và một điểm khác thì Đức Phật Ngài cũng dạy rằng, ở trong Ngài trả lời rằng trâu bò là một cái phương tiện mà chúng ta gọi là người. Chúng ta có thể gọi đó là gọi là cộng sự viên thì nó quá, tại không đó là, nhưng mà ví dụ như mình làm việc mà không chăm sóc tốt, một nhà nông mà không chăm sóc trâu bò thì có vấn đề. Trâu bò nó bệnh, trâu bò nó yếu thì nó làm việc năng suất không có cao được. Cũng như chúng ta ngày nay chúng ta làm việc thì nhờ được có những cái thiết bị, người lính nhờ có vũ khí. Tôi nhớ là hồi còn nhỏ thân phụ chúng tôi có thường nói đó, mà không còn chăm sóc những cái vũ khí cá nhân của mình rồi thì khó mà đánh trận thắng lắm. Và chúng tôi ở chùa Ngài Chanh Cha đó, Ngài cũng nói rằng một nhà sư đó mà bê bối, mà chảnh mãn, mà bỏ, mà không có để ý cái y bác của mình, lượm thượm lết thết không ra gì đó, thì tu khó lắm. Mặc dù chúng ta nghĩ rằng ô tại sao như vậy, tại vì dù muốn dù không đi nữa thì những thứ đó là những phương tiện hữu dụng cần thiết thực tế. Thì đối với nông gia, đối với những người làm ruộng đồng một cái xã hội điệp thời xưa, thì ai mà biết, ai mà khéo mà dùng được cái mà biết chăm sóc tốt cho bò đó thì kể như là người đó đang biết chăm sóc một cái phần quan trọng là cái phương tiện để mưu sinh của chính mình. Chúng ta không ngạc nhiên gì là trong rất nhiều bài kinh, ở trong bài kinh này thì Đức Phật trả lời, nhưng mà cũng có những bài kinh khác á, thì vị chư thiên nói rằng trâu bò là tài sản quý, hay là Đức Phật Ngài dạy về tăng già hương thịnh pháp trong vấn đề. Ví dụ như người một đồng chăm sóc bò thì chúng ta phải hiểu trong cái văn hóa Ấn Độ và cái văn hóa của cái xã hội nông nghiệp thời cổ thì trâu bò đó là một phương tiện. Dạ, như ngày nay chúng ta có máy cày, máy xới. Ngày xưa vào đôi tay của mình làm sao mà mình có thể cày bừa được mà nếu không có trâu bò. Vì vậy nhà nông thì phải biết chăm sóc cái phương tiện của chính mình. Nhưng mà thưa quý vị, không phải chỉ có vậy, mà ở đây cũng có một cái câu rất là thú vị khi mà chúng ta đề cập đến sớ giải. Trong bản sớ giải đó thì cái chữ si tác xá được hiểu là sát tác ca giác sát, tức là số đông mà chúng ta gọi là quần chúng. Và một cái chữ mà chúng ta thường xài là iriyapatho. Iriyapatho ở đây nó là quay nghi hay là cử chỉ cử động, nhưng mà iriyapatho ở đây đó chỉ cho sự cài bừa. Dạ, cài bừa ở đây thí dụ như là nangala cài bừa, đối với nhà nông công việc là cài bừa. Thì cái nangala đó, sự cài bừa đó đó, nó được hiểu là chivita vritti. Dạ, chivita vritti là cái sự mưu sinh. Dạ, chivita vritti thì như vậy đó, ở trong cuộc sống này không biết là người ta nói lao động có vinh quang như người cộng sản nói thì không biết có vinh quang không, thì mình khoan nói vinh quang đi, nhưng mà hễ con người mưu sinh thì phải lao động. Người ta nói là nằm chờ sung rụng
hay là ôm cây đợi thỏ thì chúng ta không sống nổi đâu. Một con người mà trong cuộc đời này muốn thành công thành tựu ở trong cái cuộc sống thì rất là quan trọng. Người ta phải ý thức rằng mình phải có làm, mình phải cống hiến, và cuộc sống nó là một sự trao đổi. Cuộc sống là đổi, có nghĩa là mình đã làm cái gì đó cho cuộc đời, và cuộc đời đó sẽ cho mình lại cái gì đó, là một sự chuyển. Còn nếu mình sống là mình cứ ngồi đó để chờ sung rụng thì thật ra cái cuộc sống như vậy rất là bế tắc. Bởi vì thưa quý vị, chúng tôi thưa quý vị là có một điều trong những cái xã hội tiến bộ về kinh tế đó và cái xã hội không tiến bộ kinh tế đó, thì chúng tôi thấy là mỗi lần chúng tôi đi thì cái xã hội mà tiến bộ về kinh tế ít có thanh niên la cà ngoài hàng quán vào những giờ làm việc, và ít bao giờ có những người mà họ ngồi họ chờ chờ cha nuôi mình, mẹ nuôi mình, chờ thân nhân nuôi mình, hay hoặc giả là họ ngồi chờ một cái vận may đánh số đề hay chờ này kia. Mà cái tinh thần mà lao động đó là cái gì rất là quan trọng. Muốn có sống thì phải đi kiếm sống, và kiếm sống là phải chọn cái nghề này chọn nghề kia. Ô dạ vâng, xin lỗi quý vị, là Thiền tọa Pháp Đăng đã trở lại rồi. Kính thỉnh Thiền tọa Pháp Đăng tiếp tục cho bài giảng. Kính thỉnh Thiền tọa. Alo, dạ con tri ân thượng tọa Nhất Đẳng. Hồi nãy thì con giảng mà con thấy như là nó có cái tín hiệu là như là bị rớt nét gì vậy, nên không biết là con bị đứt lâu hay mau. Thôi thì con cũng nói sơ lại biết xíu. Thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngày trả lời cho cái vị thiên này đó, thì ngày trả lời là cái trí tuệ soi sáng đời. Thì chúng ta hiểu rằng trí tuệ là nói về phương diện đời hay đạo đó, thì chúng ta thấy cái người thông minh đó, thì họ sáng chế ra được nhiều cái vật dụng cho loại người xài, thậm chí như là đèn, xe cộ hay là phi thuyền. Còn nếu mà nói về đạo đó, thì người có trí tuệ đó họ có thể chứng đắc được thiền định thần thông tánh trí, như là bữa hôm trước mình học về cái lộ nhập thiền đó. Như vậy đó, thì cái trí tuệ đó bình thường đó là Đức Phật ngày dạy trí tuệ là chói sáng, trí tuệ là chói sáng, mà người nào có trí tuệ đó, mà cái trí tuệ đó thường thường đó là mình đọc trong vi diệu pháp mình biết rằng cái trí tuệ trong đạo, tâm quả, tâm thiền và những cái tâm thiện hợp trí đó, nó làm được rất là nhiều việc, từ cái việc bố thí cho đến việc cải chánh tri kiến, hoặc là việc thuyết pháp thính pháp, thì là điều là cái người có trí tuệ họ có cái khả năng để họ làm được. Và cái vị thiên này hỏi cái gì khiến tỉnh táo, thì Đức Phật này dạy là chánh niệm khiến tỉnh táo. Bởi thường thường quý vị biết là một người có chánh niệm đó thì họ kiểm soát được thân khẩu ý của mình, như là một người niệm thân họ đi đứng nằm ngồi đại quan nghi tiểu quan nghi họ kiểm soát được, một người niệm thọ là họ cảm nhận, họ kiểm soát được cái cảm thọ của mình, niệm tâm là họ biết được tâm của họ, và niệm pháp thì họ biết được các sanh khởi. Như vậy thì một người mà sống ở đời đó mà họ không có chánh niệm đó, thì họ không có tầm cầu những cái gì cao thượng, và họ cũng không có chế ngự được. Nên thường thường quý vị thấy một người mà họ làm lụng nghề nghiệp đó, mà họ thất niệm đó, họ có thể đứt tay đứt chân, họ có thể bỏ mạng. Chúng ta thấy như là những cái người họ làm những cái công nghệ nào đó mà càng cao cấp mà họ thiếu chánh niệm đó thì họ rất là nguy hiểm. Nên Đức Phật gọi là chánh niệm khiến cho mình tỉnh táo. Bởi vì một người mà có chánh niệm đó thì họp được tất cả những cái tâm thiện, và thường thường chúng ta thấy sở hữu niệm đó là họp được tất cả những cái tâm thiện, tâm thiền sắc giới hay là tâm thiền vô sắc hay là những cái tâm siêu thế đạo quả đều có. Vì thường thường chúng ta biết là bốn niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, là Đức Phật ngày dạy một cái người có cái việc mà kiểm soát được, một cái người kiểm soát được cái hành vi của mình, dù thân hay tâm đó sanh khởi mà mình kiểm soát được, thì gọi là người có chánh niệm. Và chúng ta cũng hiểu trâu bò á, Đức Phật này hỏi vị vị thiên này hỏi đó là cái gì cùng chung việc, thì chúng ta biết rằng á, cái thuở xưa đó loài người sống á, đa số chúng ta thấy người ta tìm những cái đồng ruộng, những cái khu vực mà gần cái sông suối, để người ta làm ruộng, ta sống, và chăn gia súc người ta sống bằng sữa bò hay là thục tô hay là sanh tô đề hầu. Và họ cũng
thấy chúng ta thấy qua bên Ấn Độ đó, người Ấn Độ họ tận dụng rất là nhiều những cái sản phẩm từ bò, luôn cả phân bò họ cũng làm củi đốt. Và da bò, thịt bò hay là những cái vật gì từ bò đó, thì chúng ta thấy rằng con vật này đó nó cộng hưởng cùng với con người trên cái phương diện sinh nhai đó, thì rất là nhiều những cái việc mà chung sống để làm những cái việc. Bởi vì thường thường chúng ta thấy xe bò thì kéo lúa rồi cày bừa rồi rất là nhiều những việc mà những cái lúc mà chúng ta thấy luôn cả người ta ép mía đó, hồi xưa đó lúc mới giải phóng đó, người ta cũng dùng bò để kéo cái cối mà ép mía, thì chúng ta cũng thấy họ sử dụng như vậy. Và quý vị thấy rằng lao động là sinh nhai, bởi vì thường thường Đức Phật ngày gọi là siêng năng làm của cải có nhiều đó. Bởi vì Đức Phật ngày trả lời có nghĩa là một người mà siêng năng làm thì của cải có, và một cái người mà lao động là một cái người cần mẫn với cái nghề nghiệp mình, bất cứ một cái nghề nghiệp gì đó để mình làm mình sống. Ở trong đời chúng ta biết rằng mình có thể làm những cái nghiệp nào, bất luận cái nghề nghiệp nào để mình sống. Bởi vậy một cái người mà người ta thường nói nhất nghệ tinh nhất thinh binh, có nghĩa là một người có một cái nghề nào mà thông thạo đó, thì cái người đó nó có một cái tìm cái sự sống ở trong cái nghề nghiệp đó. Và thường thường quý vị biết rằng một người cũng như là đi tìm những gì đã mất á, thường thường mình ăn rồi á, thì mình nằm á, thì mình tiêu tiêu hết những cái vật thực đó. Mà khi ăn rồi mình đi làm đó, dù là mình nói mùng 5, 14, 23 gì không cần biết, nhưng mà khi đi làm đó người ta cũng phải trả công cho mình á. Nên khi một cái người mà họ làm đụng bằng tay chân á, họ vất vả ở trong cái sự sống đó, thì họ luôn luôn là những người hữu cho xã hội và hữu ích cho gia đình. Nên thường thường quý vị biết rằng những cái xứ sở mà họ tiến bộ đó, thì họ tận dụng cái thời gian để họ làm, như họ làm lụng rồi họ sản xuất, họ làm ra vật này để cung ứng cho đời. Chính vì việc đó đó, nên Đức Phật ngày đã trả lời cho cái vị thiên này đó, là cái nghĩa là cái sinh kế đó, cái sinh kế là chính là cái sự lao động, là cái sự sinh nhai. Nên chúng ta hiểu rằng một cái người mà siêng năng họ làm thì họ có của cải. Rồi cái vị đó hỏi rằng cái gì nuôi cả siêng lười? Bởi vì chúng ta thấy rằng ở trên đời này đó, thì chúng ta phân biệt là người siêng hay là người làm biếng, nhưng mà thật sự là chúng ta hiểu rằng mưa đó là nuôi tất cả. Bởi chúng ta hiểu rằng một cái trận mưa đó giúp cho muôn loài, nhất là chúng ta thấy những cái vùng sa mạc nó ít mưa đó, nhưng mà mưa ra đó thì nó đem cái sự sống đến cho nhiều cái sinh loại. Và có nhiều cái sinh loại chúng ta thấy rằng như xương rồng nó hút nước vào, một trận mưa nó có thể hút nước vào cái thân xương rồng rất là nhiều, và nó có thể chịu đựng suốt nhiều tháng nắng. Nhưng mà chúng ta biết rằng đó là những cái vùng đất mà ít có mưa. Nhưng mà thường thường thì chúng ta thấy mưa đó là một cái nhân tố để cho cái hạt giống nó nảy nở. Và trong kinh Tương Ưng á, chúng ta cũng thấy Đức Phật ngày nói về cái màu mỡ của cánh và cái hạt giống là cái gieo xuống mưa móc tới lại nó là nảy nở. Thì nảy nở cái hạt giống đó, thì chúng ta hiểu rằng á, trong cái đời sống của chúng ta đó, mưa đó là một trong bốn cái sắc đại hiển đó. Thường thường chúng ta hiểu là đất, nước, lửa, gió. Nhưng mà thường thường đó thì bốn cái sắc đại hiển này, chúng ta hiểu đất đó, nó vẫn có nước, nó quấn tụ ở trong đất đó. Và đất nó cũng có cái sự nóng hay lạnh, đất nó cũng có cái sự giãn nở của nó. Nên thường thường chúng ta thấy mùa mưa và mùa nắng, đất nó cũng có sự giãn nở. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng Đức Phật ngày dạy mưa đó giống như người mẹ vậy. Người mẹ mưa xuống đó thì chúng sanh sống được. Nên thường thường chúng ta hiểu là mưa đó thì cỏ bò ăn, rồi mưa đó thì tạo nhiều cái điều rất là đặc biệt. Thậm chí quý vị cũng thấy điều là học chứng minh đó, một trận mưa sấm sét đó hàng tỷ tỷ tấn phân đó, nó xa xuống. Nên quý vị thường thấy một cái mùa nắng á,
không có mưa đó thì đất cỏ nó lên và cỏ nó thấy nó sơ sát với cái mùa nắng, cỏ nó khô vàng như khi một trận mưa rớt xuống đó, quý vị thấy cỏ nó xanh lắm. Và chúng tôi được biết á, có nghĩa là các nhà khoa học cũng nói rằng một cái trận mưa như vậy đó, một cái nhát của ánh sét rớt chiếu xuống cái đám mây đó thì hàng tỷ tấn phân á, các loại phân nó có ở trong không khí trong mưa đó nó sa xuống và những cái cây cỏ nó hấp thu. Đó là nói theo khoa học quý vị. Như vậy á, mưa là nuôi vạn vật, từ tất cả những con vật gì đó chúng ta thường thường thấy lúc mình ở ruộng đó, thường thường một trận mưa đó cá nó lên nó đẻ đó, cá nó lên nó đẻ trứng, nó lên trên ruộng, nó chạy theo con nước đó, nó lên nó sanh đẻ. Như vậy á, thường thường chúng ta hiểu rằng mưa đó là nuôi cái người siêng hay người làm biếng gì nó cũng nuôi hết, bất luận là thường thường chúng ta thấy những cái nghề họ, cái người đi tìm cây thuốc đi, nhưng mà mưa xuống đó, những cái cây cối đó, những cái loại rau cỏ mọc lên đó, nó cũng mang những cái mầm của giống thuốc, nên những người đó họ đi tìm những cái vật này vật kia, họ sống những cái loại rau cỏ nó mọc lên họ có thể bức họ sống được. Nên thường thường đó, một cái trận mưa đó là nuôi tất cả rất là nhiều người. Nên thường thường đó, những lúc mà hồi xưa lúc mà chúng tôi ở trên đây đó, còn người ta gọi là còn trồng cà phê với tiêu đó, một trận mưa như vậy đó là nó không có tiêu tốn dầu. Dầu người ta thường thường tưới một tuần lễ như vậy ta phải tưới 2 lần, và một lần tưới như vậy rất là nhiều dầu, mà khi mà một trận mưa người ta rất là mừng, ta rất là mừng vì mưa đó làm cho cây cối nó xanh tươi, nước nó rớt xuống và làm cho cây cối nó xanh tươi và những cái hoa màu đó nó phát triển. Nên ở đây Đức Phật này dạy mưa nuôi cái người siêng người biếng gì á, người 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 làm siêng hay làm biếng thì mưa nó cũng nuôi hết. Như mẹ nuôi con cái thì chúng ta thấy rằng như là nãy sư phụ Tệ Siêu nói đó, cái câu này đó nó trùm ba cái bốn cái câu ở sau. Như mẹ nuôi con cái, vì nuôi mọi sinh vật á, thì con nào cũng dưỡng nuôi, sinh vật trên trái đất sống nhờ còn nhờ vào mưa, có nghĩa là sống còn đó, nhờ vào mưa. Nên thường thường quý vị thấy có một lúc nào đó một cái xứ nào đó, nhất là khi mà Trung Quốc chúng ta nghe về những cái trận mà đói kinh hoàng đó, thì chính là những cái sự hạn hán đến nỗi mà cỏ không mọc được, và người ta đó đi bứt cỏ người ta ăn. Thì mình nói như vậy để mình biết rằng hiện giờ đó mình sống với cái nền công nghiệp, mình sống với những hiện đại đó, những cái chuyến máy bay, những cái chuyến tàu lửa đó, nó vận chuyển hàng hóa vật thực chúng ta rất là nhiều, nên đó, chúng ta không thấy được cái vấn đề này. Nhưng mà khi chúng ta mà thấy không có những cái vật hiện đại này đó, chúng ta nhớ lại ngày xưa đó thì chúng ta thấy rất là kinh hoàng. Những cái vùng nào hạn hán thì họ phải chết đói, chết đói rất là kinh khủng. Như vậy thì mưa là nuôi người siêng người làm biếng, như là mẹ nuôi con cái, nuôi mọi sinh vật. Chúng ta thấy những cái loài sinh vật nào đó nó cũng phải nhờ mưa, và chư Phật thì cũng trả lời là lục đại duyên khởi đó, chỗ nào có đất nước lửa gió thức và hư không thì chỗ đó mình gọi là có chúng sanh. Thì những cái loại chúng sanh nào cũng vậy, nó phải có nước. Mưa là một cái điều kiện, những cái hạt nước rớt xuống, và đó là những cái điều kiện để những cái hoa màu, những cây trái nó mọc lên. Những cái loài, bất luận là loài nào từ dưới đất nó có mưa thì nó đều nảy nở. Mà thường thường chúng ta thấy một trận mưa đầu mùa đó cây cối nó rất là xinh tươi. Chính vì điều đó nên Đức Phật nói rằng mưa giống như mẹ hiền vậy, con nào cũng dưỡng nuôi, sinh vật trên trái đất sống còn nhờ vào mưa. Nên đó, quý vị thấy mưa mà nó không có đó, hay là chúng ta hiểu thêm một chút xíu về cái thế giới loài người, mà khi mà đến một lúc nào chúng ta cực ác đó, thì những cái sông suối nó sẽ khô cạn, và lúc đó chúng ta thấy một cái sự kinh hoàng nổi lên.
Nên bình thường chúng ta hiểu rằng cái sự hủy hoại cái vũ trụ này, cái đầu tiên đó là do cái lòng tham, và chính đó, lửa nó thiêu hủy. Và thường thì chúng ta thấy một cái hiện tượng mà nói là một mặt trời mặt mọc, hai ba bốn mặt trời mọc, thì cái những cái sông suối nó cũng khô cạn luôn. Đây là những cái điều mà trong kinh cũng có nói đến vấn đề đó, gì cái loài người đó sống mà quá nhiều cái ác pháp, thì những cái hiện tượng này nó sẽ xảy ra để thiêu hủy, và chúng sanh phải chịu rất là nhiều cái sự đau khổ. Như vậy á, thì chúng ta thấy lúc nào đó mà một cái vị minh quân á, thì mưa thuận gió hòa, nhưng một cái người độc ác á, thì nó lại ngược lại. Thì những điều này cho chúng ta thấy rằng mưa gió mà Đức Phật Ngài nói rằng mưa thuận gió hòa đó là những cái điều mà mang lại những cái sự an lạc. Thì chúng tôi nói đến điều này, chúng tôi còn nhớ đến một điều ở trong Kinh Tăng Chi cũng có nói. Có nghĩa là loài người mà sau này sanh ra nhiễm bệnh đó, chính là những cái trận mưa và những cái quán khí đó, nó tụ lên mây và nó rớt xuống trở lại, nó ngậm vào những cái bông lúa và nó hình thành những cái hạt gạo và có nhiều cái chất tố không có tốt cho loài người, nên loài người sanh ra nhiều cái bệnh tật. Điều này á, thì trong Kinh Tăng Chi cũng có nói quý vị. Chính vì điểm đó đó, chúng ta thấy Đức Phật á, là bậc thiên nhân chi đạo sư, Ngài dạy một cái người có chánh niệm đó, nhìn vào đời đó, thấy chúng sanh khổ sở, và cái sự chánh niệm đó là những cái hiện tượng mà mình thấy như là một người chánh niệm nhìn vào thấy người già, người bệnh, người chết, một cục cọng tóc bạc trên đầu đó, thì người này sẽ có cái tâm hướng đến sự xuất ly. Nhưng mà nếu một người thất niệm đó thì họ sống cả đời họ quần quật trong cái sự sanh tử luân hồi, nhưng mà họ vẫn không có ý thức được, nên mình gọi là người sống thiếu chánh niệm đó, họ không nhìn thấy được những cái vật ở đó trong đời này vận hành như thế nào, và cái sự vận hành đó theo cái chiều hướng mà Đức Phật Ngài dạy. Với cái Phật tuệ đó, Ngài dạy có phải có cái trí tuệ để thấy được, để thức ly được. Nhưng mà nếu không thì người đó vẫn phải vần vật ở trong cái sự khổ sở, ở trong các cái kiếp sanh loại, dù là noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay quá sanh, vận hành trong cái sự mạnh được yếu thua trong các cái loài sanh vật. Một cái người có chánh niệm thì mới có cái sự tỉnh thức và mới nhìn thấy những cái lời dạy của Đức Phật mang lại cái ý nghĩa mà cần phải có cái trí tuệ. Chúng ta thấy như tuệ văn, tuệ tư hay tuệ tu đó, là một cái người có cái sự thức tỉnh thì họ mới thấy được như vậy. Chứ còn nếu mà họ không có thức tỉnh, không có chánh niệm đó, thì họ không thức tỉnh đời, họ phải quần quật ở trong sự sanh tử luân hồi, họ phải rơi rớt trong những cái đọa xứ chắc chắn họ không thoát khỏi. Thì kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, cái bài học hôm nay thì tôi nghĩ rằng trình bày như vậy cũng vừa với cái ý nghĩa bài học. Phần còn lại thì quý Ngài sẽ thảo luận, và con xin kính dân Phật Phật Báo Phật Đức để đến với Ngài cùng chia Phật Phật Báo Phật Đức đến quý vị. Xin hồi hướng Phật Phật Báo đến chữ Thiên Hồ Kỳ. Bây giờ thì con xin tỉnh thượng tọa Nhất Đẳng tiếp tục điều một phần bài học hôm nay. Sa thu cái trình chữ tọa Pháp Đẳng. Và thượng tọa thiếu sư, không biết thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu được xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô theo lúc đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa thiếu sư, thượng tọa có ở trước máy không? Thưa vị, dường như thượng tọa thiếu sư không có mặt ở trước máy. Thượng tọa Tuệ Quyền ơi, thượng tọa Tuệ Quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Quyền đang có mặt trước máy, xin thượng tọa hoan hỷ trả lời cho cô theo luận đầu tiên. Thượng tọa Pháp Tân ơi, thượng tọa Pháp Tân có nghe được không? Nếu thượng tọa Pháp Tân nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ. Ôi dạ vâng. Thưa Tổ Pháp Tân, thông thường đó, người ta nói đến chánh niệm, và đặc biệt là kể cả trong chùa hay trong giới tu hành đó, thì mình nghĩ rằng cái chánh niệm chỉ dùng để nói đến
một cái phương pháp tu tập của tứ niệm xứ hay là của thiền quán thôi. Nhưng mà mình đọc ở trong kinh thì mình thấy rằng xá tí được Đức Phật ngài xài ở trong rất là nhiều trường hợp khác nhau. Thiền tọa Pháp Thân có thể cho một vài ý niệm rằng ở trong cuộc sống hàng ngày đó, cuộc sống mà mình nói rằng rất là bình thường của chúng ta đó, thì cuộc sống có chánh niệm và cuộc sống thất niệm đó, nó khác nhau thế nào, và cái dấu hiệu gì cho thấy con người sống thất niệm, và dấu hiệu nào cho thấy con người sống tỉnh táo? Xin kính thỉnh Thượng tọa Pháp Thích. Dạ, Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Thượng tọa Tề Siêu, Thượng tọa Giác Đẳng, tọa Pháp Đăng, tọa Tuệ Quyền, tọa Minh Hạnh, đại đức Tề Đức, đại đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Cảm ơn quý vị cho biết đã nghe rõ. Theo con thì con nghĩ như thế này. Khi mà chúng ta đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy gặp rất nhiều ở trong trường hợp Đức Phật đề cập đến cái lợi ích hay cái việc tu tập của cái sự phát huy chánh niệm ở trong đời sống. Thì con nhớ ở trong kinh Thập Thượng thì ngài Xá Lợi Phất ngài dạy là chánh niệm cũng là một pháp đưa đến chánh niệm và tỉnh giác, là hai pháp đưa đến cái lợi ích lớn, lợi nhiều cái lợi ích ở trong định. Thì khi trong cái đời sống hàng ngày chúng ta chưa có nói chuyện để rồi chúng ta phải hành thiền, trong đời sống hàng ngày thì con nghĩ rằng một cái người tu đó thì mình luôn luôn giữ cái chánh niệm. Thì thường nó là chánh niệm là cái chúng ta làm những cái công việc gì đó, mình biết được cái công việc mình đang làm, mình biết rõ, ghi nhận cái biết rõ được cái công việc mình đang làm, đang theo dõi. Con nghĩ là như vậy. Thí dụ như bây giờ mình cầm cây chổi, mình quét cái sân chùa, hay là mình cầm một cái quyển kinh, mình đọc, mình chú tâm vô trong cái việc mà mình đọc cái cuốn kinh đó, cái quyển kinh đó. Thì sự thật ra thì mình khi có chú tâm thì mình dễ dàng ghi nhớ cái đoạn kinh đó, trong phần chánh kinh, chánh văn, Đức Phật dạy cái gì, mình đọc tới đọc lui, rồi mình có cái sự ghi nhớ, sự hiểu rõ ghi nhớ như vậy đó. Thì con nghĩ rằng mình đọc qua một cái cuốn kinh, cuốn sách thì không phải là mình nhớ hết, nhưng mà ít ra đó là qua mỗi một cái chương như vậy, hay là qua mỗi một cái trang như vậy đó, thì hay hoặc là một phẩm như vậy đó, thì mình cũng được nắm được vài cái ý ở trong cái phần mà mình đọc kinh đó. Cho nên con nghĩ rằng cái việc mà mình đọc kinh mà mình có chánh niệm nha, đọc kinh đọc sách á, mình có chánh niệm thì mình cũng dễ dàng để mà mình nhớ được những cái đại ý, cái ý chính ở trong những cái đoạn kinh đó hay là cái phẩm kinh đó. Thì thí dụ như mình xem đi xem lại nhiều lần thì con nghĩ rằng mình sẽ rút ra được nhiều cái ghi nhớ lắm. Ghi nhớ do là mình có cái chánh niệm là cái mà mình biết ghi nhận cái mà mình đang theo dõi. Trong khi nếu như tâm của mình bị thất niệm đó, thì mình đọc mình không có nhớ được những cái từ hay là chấm phớt câu hay là tất cả các ý tứ ở trong cái câu đó. Nên nếu như mà mình đọc bằng một cách có chánh niệm và tỉnh giác đó, thì con nghĩ rằng cái đó nó giúp cho mình dễ dàng nhớ, đọc đi đọc lại nhiều lần thì con nghĩ rằng dễ dàng nhớ trong một cái đoạn kinh đó, rất là hay trong đời sống. Hoặc là khi mà mình làm những cái chuyện gì mà con nghĩ rằng trong đời sống hàng ngày, nhiều khi mình đụng việc
chúng con bản thân ở chùa thì nhiều khi mình đụng việc mình cũng làm đấy. Làm cái công việc gì, những cái công việc như thí dụ như là đụng tới công việc mà nó có liên quan tới máy móc, hay nó có liên quan tới những cái gì mà nó hơi bị nguy hiểm, nếu mà mình có cái chánh niệm chút á thì mình rất là kỹ. Con nhớ rằng có khi mình đút cái tay vô, mình cầm một cái dụng cụ, cái dao hay cái rựa gì đó, bản thân của con cũng đã làm vậy, thì mình mài, mình mở cái máy lên mình mài, mà nếu mà mình không có chánh niệm thì nó dễ dàng bị trợt qua và nó gây cái tai nạn cho mình. Điều đó nó cũng có thể dễ dàng gãy ra. Cho nên con nghĩ rằng cái đời sống chánh niệm nó giúp ích cho mình rất là nhiều. Trong khi mọi cái công việc gì mình làm hết sức là, dù cái việc đó nó hết sức là tỉ mỉ và hết sức là khó, nhưng mà khi mà mình có chánh niệm như vậy thì mình dễ dàng mình làm một cách rất là hoàn hảo ở trong cái công việc đó, và dễ dàng đi đến cái việc mà mình làm, có thể dễ dàng đi đến cái sự thành công, kết quả tốt là do cái sự chánh niệm đó. Bây giờ đó thì con nghĩ rằng trong cái đời sống hàng ngày, ví dụ mình đi đâu bước đâu, những cái vùng mà mình thấy là nó hết sức là cái đoạn đường mình đi hết sức là trơn láng thì không có gì phải chú ý, nhưng mà độ chỗ đó nó gai góc hay nó đá, nó hố hang mà mình không đi chú ý một chút, mình không có cái sự chú ý, không có chánh niệm thì mình dễ dàng cái chân mình, cái bàn chân của mình nó có thể là bể, chúng ta bước mà nó bị lọt cái bàn chân của mình nửa trên nửa dưới thì nó cũng gây ra cái trật chân cho mình, hay hoặc nó xây xước, hay hoặc là mình trổ, là chuyện đó nó có thể xảy ra ở trong cái đời sống hàng ngày của mình. Hơn thế nữa đó thì cái người tu tập thì con nghĩ rằng bởi vì mình làm cái việc gì cũng cần phải có cái chánh niệm, khi mà mình tụng kinh thì cũng phải đòi hỏi theo dõi ở trong cái câu tư kinh, mình tụng tới đâu rồi mình cũng biết là cái bài đó đụng tụng như vậy, rồi sau cái bài này mình tụng như thế nào, tụng cái bài nào, thì mình luôn luôn có cái sự biết trước là mình sẽ chuẩn bị. Thì cái người mà có chánh niệm thì người ta mới biết thứ lớp, thứ tự để mà mình tụng cái nào trước, tụng cái nào sau. Còn nếu như con để ý là nếu như mà mình bữa nào mà mình có lo lắng một cái việc gì đó thì mình bị thất niệm đó, thì rõ ràng là mình tụng nó cũng không có nó dễ quên trước quên sau, mặc dù trong cái nhớ của mình đó, là cái nhớ mà mình nghĩ rằng mình học thuộc cái bài kinh đó, học thuộc bài kinh đó, nhưng mà lỡ dấp một từ đó, thì dễ dàng do cái thất niệm của mình, cho nên là khi mà mình bị dấp một từ nào đó thì cái dễ dàng mình bị sai, bị lạc đi một cái chỗ nào đó cũng là do cái sự thất niệm của mình. Như vậy thì con nghĩ rằng cái việc tụng kinh hàng ngày đó mà mình có chánh niệm thì mình tụng có trước có sau, và mình cái bài đó mình đọc một cách rất là trọn vẹn, không có bị bỏ khúc đứt quãng, hay là mình không có bị những cái sự mà tụng mà trước đổi thành sau, sau đổi thành trước. Khi nào mình có cái sự chủ ý thì cái chuyện đó không nói, chủ ý là mình muốn tụng cái bài này trước hoặc là bài kia trước thì cái chuyện đó mình không nói. Còn bình thường ở trong một trôi chảy tự nhiên thì cái bài nào tụng trước mình dĩ nhiên là biết tụng trước, bài nào tụng sau biết tụng sau. Khi mà nói đến cái đời sống hàng ngày mà mình con nghĩ rằng mình đi tu tập thiền đó, thiền có những lúc mà mình đi vào trong phòng của mình đó, có lúc mình đi đứng nằm ngồi hoặc là ngay cả mình ngồi thiền cũng vậy, thì con nghĩ rằng khi mà một người có cái chánh niệm thì mình thật sự là mình theo dõi trong cái đề mục do cái chánh niệm đó, thì nếu mà mình giữ tâm được trong một khoảng cái thời gian con nghĩ không có nhiều, chừng 5-10 phút đó, 20 phút mình giữ, tuy là nó không có đều đặn, rõ ràng có lúc mình bị thất niệm, mình chánh niệm nó được 5-3 phút, 5-10 phút rồi mình bị thất niệm một chút, rồi mình lại nhớ lại, mình trực niệm lại, mình chánh niệm lại, mình ghi nhận lại, thì mình lại 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 giữ được
cái chánh niệm của mình, mà con nghĩ rằng nếu mà mình ngồi thiền hay là mình hành thiền đó, đi đứng nằm ngồi gì đó, mà trong vòng khoảng chừng nửa giờ mà mình giữ chánh niệm khoảng chừng 10 phút hoặc 15 phút, thì con nghĩ rằng cái đó đó rõ ràng là mình có cái được sự an lạc, có được sự an lạc. An lạc này nó sự thật là cái tâm của mình nó mình biết là nó trong một cái trạng thái mà nó bồn chồn, trong một trạng thái lo, trong một cái trạng thái phóng dật, chao đảo, nó bắt cảnh liên tục. Nhưng mà nếu như mà mình không tập cho mình một cái chánh niệm thì nó trong một cái tình trạng mà nó, chúng ta cũng như nói là nó một sự giống một, giống như một cái tình trạng mà tâm của mình nó chao động. Chính vì vậy cho nên làm cho mình phải 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 không có được an lạc, không có được an lạc ngay cả những việc đó. Và nếu như mà mình tập hoài, tập dần ấy, thì con nghĩ rằng nó cũng giúp cho chúng ta được lợi lạc rất là nhiều. Và như con thấy rằng nếu mà mình mặc dù là mình có cái sức khỏe về thể chất đi, nhưng mà cái nội tâm của mình trong một cái tình trạng mà nó bồn chồn, nó lo âu, hoặc là nó không định tĩnh, thì rõ ràng là mình cũng sống trong một cái tình trạng yếu đuối về mặt tinh thần, về mặt tâm lý. Vì vậy cho nên là nếu như mà mình tập thiền hàng ngày, trong mỗi cái việc đi đứng nằm ngồi cũng vậy, mình làm việc gì mà có chánh niệm thì rất là có lợi lạc. Đặc biệt là khi mà mình ngồi thiền hay là gì đó, thì mà mình được theo dõi cái nội tâm mình trong khoảng một cái thời gian cũng tương đối là dài đó, có được cái chánh niệm đó, thì con nghĩ rằng cái người đó họ có được cái sự an lạc rất là nhiều. An lạc từ ở cái nội tâm, an lạc từ cái nội tâm, cái hỷ lạc mà do họ hành như vậy, và cứ đều như vậy. Một bữa nay thì con nghĩ rằng mình làm một chút, rồi mai mốt mình lại tập luyện từ từ. Mà mình gặp cái chuyện gì ấy, thì nên có, theo con nghĩ rằng mình có cái sự trầm tĩnh để mà mình nhận xét cái sự việc, sự vật nó là như vậy, để rồi mình giữ cái tâm của mình cho nó thật sự có được cái sự an tịnh. Thì con thấy rằng rải rác ở trong đời sống hàng ngày, bất cứ một cái mình sống ở trên một cái phương diện một vai trò nào á, mà mình có một cái chánh niệm á, thì con nghĩ rằng nó rất là có cái hữu ích cho mình, có hữu ích cho mình. Huống chi là những cái người mà đem cái tâm của mình dành cái sự trọn vẹn cho cái đời sống thiền tập nội tâm cho nó tốt đó, thì cái điều đó nó rất là quan trọng, nó rất là lợi lạc cho mình. Thì đây là cái ý mà con xin chia sẻ qua cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Con kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sao thú cái trưng Thượng Tọa Pháp Tân và Thượng Tọa Tuệ Siêu, thường không biết Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu đang ở trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thôi kế tiếp. Thượng Tọa Tuệ Quyền ơi, Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền có mặt trước máy, xin Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho cô thôi lần tiếp theo. Dạ, dạ con nghe. Thượng Tọa Tuệ Quyền có một cái quan niệm mà tương đối cũng phổ thông lắm á, người ta quan niệm rằng chỉ có người đời là mới là lao động, người tu thì không có lao động. Nói cách khác là người đời thì cần phấn đấu để mưu sinh, còn người tu thì sống chỉ nhờ vào tính thí thôi. Cái nhìn nó dẫn đến trường hợp là có nhiều vị tu sĩ trong đời sống không có hướng đi, đời sống không có tích cực, đời sống thụ động. Nếu mà chúng ta hiểu cách hiểu nào đó mà nói rằng vị tu sĩ không cần lao động, không cần làm cái gì, không cần cống hiến gì hết, thì nó có đúng nghĩa là một vị tu sĩ đời sống sa môn theo Đức Phật dạy không? Và nếu chúng ta không có lao động như người đời thì chúng ta phấn đấu về phương diện gì? Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bố Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, đại chúng được nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị.
Chúng con kính lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và chúng tăng kính lễ đến Sư Phụ Từ Xưa Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đệ Đức Từ Tri, Đệ Đức Tuệ Đức, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đối với tu nữ cùng chư Phật tử. Và kính bạch Thượng Tọa cùng với ngài thì có thể nói rằng trên cái tinh thần mà lao động hay là một cái tinh thần mà sinh hoạt của mọi con người thì nó có hai cái cách. Một là chúng ta lao động về chân tay để làm việc, và thứ hai nó lao động về cái trí óc. Cái lao động về chân tay thì như chẳng hạn như chúng ta tay làm hàm nhai, tay quay miệng kẻo gì đó, tức là chính là nói đến cái tinh thần mà chúng ta phải có một cái sự thực hành. Nhưng điều là ở trong cuộc đời này, cái giai tầng của xã hội nó có nhiều thứ lắm, nó có nhiều thứ mà chúng ta làm. Ở đây ví dụ như đối với cái người tu sĩ đó, dĩ nhiên không tạo ra một cách trực tiếp là như chẳng hạn như là để trồng lúa, trồng ruộng, coi như là cách này cách kia để cho nó ra một cách trực tiếp như vậy. Nhưng ngược lại, cái sự lao động một cách, tức là để mồ hôi mồ kê nó phải chảy ra, coi như đổ mồ hôi nước mắt, hay là bằng một cái trí óc để mà đem cơm đem gạo về. Nhưng kính thưa quý vị, cái này chúng ta nói một cách căn bản, nó không có nhân quả, và nói một cách bạch thoại hơn, không có hạt cơm miễn phí đâu. Cho nên những người tu cũng phải có cách lao động. Thí dụ như chúng ta nhớ trong các cách làm ruộng của Đức Phật á, thì ông Bà La Môn nói, thí dụ như là ta làm, ta cày, ta cấy, ta có giống người ta, ta nuôi ăn, vậy thì Sa Môn Cồ Đàm như thế nào? Thì chính Đức Phật này cũng nói lên cái cách làm ruộng, tức nói lên cái cách tu tập, nói lên cái cày, nó tượng trưng cho cái gì, rồi cái giống nó tượng trưng cho cái gì, thì tất cả những lý pháp, những cái sự tu tập đêm đủ Đức Phật ngày trên bài. Đây là một lý, phải có một sự nghiên cứu, phải có một sự tu tập, phải có một cái nội tâm, nội quán mình một cách cũng nhiệt tâm lắm chứ, cũng một cách tích cực lắm chứ, không phải kiểu như tệ đâu, tích cực. Nhưng cũng có những con người lười biếng thì cũng vậy, chứ không phải là còn rồi người tu cũng vậy. Có những người mang tính tích cực, có những người mang tính thụ động. Cho nên ở đây chúng ta thấy mà Đức Phật là một biểu tượng của một con người đã cực mặt đường của chính mình. Không phải chúng ta cứ nghĩ rằng những người tu đây là ăn bám vào những cái người khác, nói như vậy là không có đúng. Bởi vì không phải sinh sỏ, không phải phải có một cái sự sinh sự nuôi bất tha của ta ở cái khác. Nhưng đây là cái điều đặc biệt. Anyo me capo caranio, ta làm sao cho người cúng dường hay người cho ta được một cách tốt đẹp. Ăn như vậy đó, kính thưa quý vị, không có đơn giản. Một miếng cơm, một miếng canh của đàn na tính thí nó nặng nề lắm, chứ không phải là một cái sự tự nhiên mà đến mà thấy tự nhiên mà được hưởng, được dâng, được lại, được cúng. Thì thử chúng ta bước vào đi, ở một cách khách quan thì chúng ta nhìn ở chúng ta thấy đến cái thời mà người ta lễ, người ta lại, người ta cúng, thì thử vào tu đi. Cho nên cái điều đó là nói ở một cách, tức là bằng cái lý, cái sự mà nói thôi. Cũng như là nếu như mà đây nè, trong sự sinh hoạt cho chúng ta biết trường kỳ hàng ngày như thế này, đó chính là một quá trình lao động hết sức là chuyên cần của chư Tăng cũng như là chư Phật tử. Mà vì vậy cho nên nếu chúng ta có một cái sự hiểu biết á, thì cái sự mưu sinh ở đời này nó chính là một nhân quả tương tác qua lại với nhau. Bằng một cái nhìn vô thần, bằng cái nhìn mà vô thần á, thì người ta sẽ cho là như thế. Nhưng cái phần hữu thần, thì cái phần mà hữu trí, thì không phải người xuất gia có cái phần phấn đấu hết sức là tốt đẹp, chẳng những cho chính bản thân mà cho cả cái tâm linh của mình và của người. Cho nên vì vậy một cái sự lao động bằng tay chân mồ hôi mồ kê, nhưng ngược lại cũng một mặt khác lao động về trí tuệ,
cả hai cái điều đó nó mệt mỏi lắm, chứ không phải một chuyện bình thường đơn giản đâu. Và kính thưa quý vị, một chuyện mà không phải tự động mà chúng ta được có đâu. Không bao giờ có chuyện gì mà có một hạt cơm từ trên trời này nó đưa xuống tới miệng chúng ta, không có chuyện đó. Không bao giờ. Bởi vì tất cả nó có một cái giai tầng, nó có một cái nhân quả liên quan, nó tương quan hết. Đó là giá trị sự thật, bao đời cũng vậy. Và ở đó cũng chính là cái gì? Chúng ta mới quay lại trên cái nhìn của Đức Phật. Tại sao Ngài được đầy đủ khi mà về thành cái Tỳ La Vệ, thấy Đức Phật ôm bát khất thực, Vua Tịnh Phạn Vương không thể nào chấp nhận được. Chẳng lẽ hoàng quốc thích này, sắc cái giá này không nuôi nổi sao? Tại sao mà ôm bát như vậy? Bao nhiêu đồ chúng nó chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích này, cả một đất nước Ca Tỳ La Vệ này nuôi không nổi hay sao? Mà tại sao mà Tất Đạt Đa lại làm như thế? Thì lúc Đức Phật trả lời, ta không phải là Tất Đạt Đa nữa, mà chính ta là Phật. Cái sự cúng dường này để gieo duyên cho tất cả chúng sinh trong cuộc đời này. Chúng ta thấy cái hình ảnh đó, chính Vua Tịnh Phạn Vương đã nhìn thấy một cách, tức là nó không có đúng đắn trên cái nhìn đó. Tại sao làm vua của một nước bây giờ đi sinh như vậy? Nhưng vì ta là Phật, chứ không phải ta là vua nữa. Ta là hoàng thân quốc thích nữa. Thì qua cái điều này chúng ta thấy mọi người nó có một cái vai trò vào cuộc đời. Mà không thể mình đứng ở trên vai trò này, mình nói cái vai trò khác cũng không được. Mà chúng ta bình phẩm bằng một cái nhìn thiên kiến của mình bằng một cái nhìn chủ quan của mình, bằng một cái lý thuyết, bằng một cái tông chỉ của mình, thì cái điều đó bằng cái nhìn nó không có đúng đắn. Và chính Đức Phật Ngài trả lời cho cái người làm ruộng, ta cũng cài, ta cũng xuống giống, và chính ta đã đạt kết quả cho chính ta, chứ không phải mà tự động, ta không làm mà tự động có ăn đâu. Cho nên cách làm ruộng của Đức Phật nó khác hơn cách làm ruộng của nông gia, nhưng những cái ví dụ của chính Ngài đã dạy cho tất cả chúng ta, mà quý vị tất cả chúng ta đã biết được ở đó, nghe chứ tăng kệ đó. Ví dụ như là cái cài hay là một niềm tin, hay là tinh tấn, hạt giống là một niềm tin, vân vân, tất cả những cái trí tuệ là một cái lúng cài, vân vân, hay tất cả những cái điều đó, thì nó là một cái quy trình, nó là một cái hình thái mà tất cả chúng ta, nếu như vào đời này chúng ta không thể nào mà đứng trên một cái nhìn bình thường được. Sự thật ra đó, quý vị biết nhiều khi á, đối với chư tăng, không phải chúng tôi là người, dĩ nhiên mình là người tu thì mình nói như vậy thì nghe mình ta cười, chứ sự thật ra nhiều khi rất là mệt mỏi, chứ không phải là một chuyện bình thường đâu. Vừa phải như thế này, vừa phải như thế kia, cũng như là quý vị thấy thử từ đó giai đẳng, một sư phụ tu sĩ, tất cả chư tăng trong lâm đa phần là những việc có trách nhiệm. Thí dụ như vào buổi sáng bây giờ bên Mỹ người ta phải làm đủ thứ đủ chuyện, nhưng bây giờ phải vào đây. Đó là một cái sự tích cực, cũng như chư tăng vào lúc 10 giờ, 9 giờ mấy là giờ đó, là giờ chỉ định có đi nghỉ rồi, nhưng chư tăng vẫn làm việc, hay là đúng giờ vào, đúng giờ giảng, vân vân, thì đó chính là một sự tích cực mà nó vô cầu vô lợi, không đặt một cái mục đích gì cả. Đó mà chính là một sự phụng sự, đó chính là một sự hoằng pháp. Mà cái sứ mệnh hoằng pháp phụng sự đó, đó là một vai trò mà có thể nói rằng là nó vượt ngoài cái giá trị lao động. Bởi vì sao vậy? Bởi vì đó là chuyển mê khai ngộ, lý khổ đắc lạc mà, hay hoặc là chuyển tải những niềm đau nỗi khổ, những cái sự hiểu biết cho người ta. Bởi vì khi người ta hiểu biết được Phật pháp, có niềm tin, thì thế là người ta hành trang như chính mình, làm các công đức thiện sự, như là bố thí, như là trì giới, như là tu tiến, vân vân. Thì đó chính là những cái mà chúng ta biết. Hay hoặc là khi quý vị bị mất mát đi những niềm đau nổi, những cái vui, cái buồn trong cuộc đời, thì đó chính là điểm tựa cuối cùng, cái chênh vênh ở trong cuộc đời này. Mà khi quý vị trôi xa đi những gì mà tầm tay với của mình, những gì mình đang có mà bây giờ nó bị mất, thì lúc đó cái giá trị tâm linh, hay cái lời Phật dạy, đó là muốn thở chữa trị tâm hồn của chúng ta. Bây giờ chúng ta đang nằm ở trên đống vàng, đống đô la, kim cương học sòn, nhưng tâm tư của chúng ta đau khổ, thì tất cả cái đó cũng vô giá trị.
làm sao tâm hồn con người mình chỉ có pháp Phật, chỉ có lời dạy của Phật chính là một sự chữa trị vô cùng đặc biệt và vô cùng lớn lao ở trong cuộc đời này. Và thì đó chính là một cái sự lao động hết sức là tích cực đến đối với người xuất gia, chứ không phải là người xuất gia không có sự phấn đấu, người xuất gia không có cái sự tích cực mà rất là tích cực. Dạ, xin bạch thượng tọa con có đôi lời trình bày như vậy. Nếu có gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Nam mô Bất Thà. Dạ. Sa thủ kính trình thượng tọa Tịnh Quyền. Bạch thượng tọa Pháp Đăng thượng tọa có còn ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa đang nghe được, xin thượng tọa hoan hỷ trở lại. Cậu đang nghe được cái gì? Dạ bạch. Dạ. Thì tôi đang thỉnh thoảng chúng ta nghe một số những Phật ngôn mà ở trong đấy Phật ngày đề cập đến cái yếu tố thiên nhiên. Dạ, cuộc sống của chúng ta thì ngày hôm nay chúng ta nặng về máy móc, chúng ta nặng về tri thức, chúng ta nặng về những cái phát kiến, nhưng mà con người sống có nên quan tâm đến thiên nhiên hay không? Thí dụ như là về cái môi trường làm sao cho sạch, và chúng ta làm sao để bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên chẳng hạn. Thì Thầy Pháp Đăng có nghĩ rằng một người sống trong cuộc đời này, trong cái sự mưu sinh, trong cái sự phấn đấu từ cá nhân cho đến công ty lớn, thì theo lời dạy của Đức Phật, chúng ta nên có nên quan tâm với môi trường thiên nhiên không? Kính thưa Thầy Pháp. Alo. Dạ, yeah. Thật sự đó thì nói điều này đó thì mình thấy những cái xứ sở mà phát triển bền vững đó thì luôn luôn là những cái xứ sở mà giữ gìn cái môi trường. Môi trường mình nói, tại vì bình thường mình hiểu rằng mình sống, mình bệnh là do không khí, do cái thời tiết đó, bệnh do vật thực. Thì nếu mà mình sống một cái khoảng không khí nó tốt đẹp đó, nó cũng là một cái điều kiện cho mình sống tốt. Còn nếu mình sống trong một cái không khí mà nó ô nhiễm đó, thì mình bệnh về đường hô hấp rất là nhiều. Thì hiện giờ trên thế giới họ vẫn thống kê những cái đất nước mà cái chỉ số môi trường nó không có tốt, là không khí, nước uống, vật thực đó, thì họ cho biết rằng những cái xứ sở như vậy đó thì nó sẽ nhiều cái hệ lụy. Nói đến hệ lụy mình hiểu rằng bệnh tật đó, nó sẽ làm giảm cái năng lượng của con người để làm ra được những cái thành quả. Thường thường mình khỏe thì mới làm được, chứ mình mệt, mình bệnh hoạn mình đâu có làm nổi. Chính vì như vậy nên thường thường những cái xứ mà họ có nhìn xa trông rộng đó thì họ vẫn phải bảo vệ môi trường, ở trong đó nước uống, rồi không khí thở và vật thực ăn, và cái môi trường xung quanh đó nó có cái sự hài hòa. Chứ còn nếu mình sống mà mình không có gìn giữ đó thì mình sẽ thấy rất là nhiều sự đảo lộn của mưa gió, đảo lộn của hỏa hoạn rất là nhiều. Và chính vì điểm đó thì thật sự ra con người của mình sống, mình gọi là vì thường thường hiện giờ đó con người không thấy được vấn đề đó, nên con người mà tận dụng quá của thiên nhiên đó nó sẽ quay trở lại làm khổ mình. Giống như cái thân của mình thôi, lúc nào mình sử dụng nó một cái cách sử dụng mà vô tội vạ đó thì mình phải trả giá là về già mình bệnh hoạn đủ thứ đó. Điều này mình lấy cái thân mình thử nghiệm thì mình cũng thấy thiên nhiên cũng vậy thôi, chứ không ngoài. Ví dụ mình thấy mình sống khỏe đó thì mình làm lụng, mình phải tập cái này kia nọ để cho người sống khỏe. Chứ còn nếu mình không có như vậy đó thì mình sẽ sống không có khỏe, và nó sẽ mang cái hiểm họa về sau này cho mình. Thì đối với thiên nhiên cũng vậy, bây giờ luôn cả mà mình khai thác nước cũng vậy, người ta nói rằng khai thác nước vô tội vạ nó cũng là một điều gây ra lục đất đó, nó bị sụp đúng đó, nó sẽ gây ra vấn đề.
Nên thật sự đó, nói về vấn đề này thì Đức Phật này cũng dạy cho mình sống làm sao mà hài hòa. Đấy, như Đức Phật ngày chọn cái tu viện nó không quá gần và không quá xa, thì gần quá nó cũng sanh ra cái tiếng ồn, và xa quá thì mình đi khất thực hơi khó khăn. Và chính vì điểm đó, đó Đức Phật ngày vẫn dạy mình phải có vận động. Nên thường thường mình gọi là bốn quan nghi được lạc, mình đi đứng nằm ngồi và điều hòa đó thì mình sẽ có sự an vui. Nhưng nếu mình không có điều hòa cái thân mình đó, thì mình sẽ sanh ra những cái chứng bệnh. Nên thường thường con người mình đó thì mình hiểu được mình sống được yên vui, còn không hiểu được mình sống rất là khổ sở. Như vậy đối với Đức Phật đó, thì ngài vẫn dạy mình quân bình, mình làm cho mình có đi đứng nằm ngồi đó, có hít thở không khí để trong lành đó, mình có vận động chân tay, mình đi khất thực này cái nọ đó, đó là những cái điều kiện để cho mình sống khỏe, sống tốt. Như vậy những cái môi trường xung quanh nó cũng rất là cần thiết. Nên thường thường mình thấy giống như bây giờ mình nói rằng cái khoảng không gian đó cho 10 người ở, nhưng mình nhốt vẫn khoảng không gian đó 100 người hay là 200 người thì nó sẽ có nhiều cái hiểm họa. Cũng như bây giờ người ta nói về cái số người ở trên cái một vùng đất đó, một km đất đó, người ta tính như thế nào đó là hài hòa. Và khi nào mà nhiều quá đó, người ta nói là có những cái hiểm họa. Luôn cả bây giờ mình thấy vi khuẩn corona cũng vậy đó. Khi nào mà ở chỗ nào mà đông quá đó, thì họ lây nhiễm nhiều hơn. Những cái vùng mà dân thưa thì sẽ ít hơn. Thì mình thấy rằng thật sự đó, con người mình sống trong không khí trong lành đó, đó là điều kiện để mình sống tốt. Thì những không khí ô nhiễm thì nó nhiều cái hiểm họa. Mình hiểu là ô nhiễm là có những cái vật mà gây tổn thương cho mình. Thì theo con nghĩ là như vậy. Thì con xin chia sẻ cái câu thảo luận Thượng Tọa hỏi là như vậy. Bây giờ thì con thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thủ cái chuyện Thượng Tọa Pháp Đăng. Sinh Nguyên Thông ơi, Sinh Nguyên Thông có ở trước máy và Sinh Nguyên Thông có nghe được không? Một lần nữa xin hỏi Sinh Nguyên Thông có nghe được không? Có lẽ dạ Sư Vi Thông ở trong về kinh hôm nay Đức Phật có đề cập đến trí tuệ là cái nguồn sáng của thế gian. Hỏi câu này đối với Sư Vi Thông có vẻ như hơi thừa đó, nhưng mà nếu mà mình nói trong diện kinh tế đó thì Sư Vi Thông nghĩ là cái dân trí nó có cái tầm quan trọng như thế nào đối với kinh tế. Có nhiều quốc gia họ chủ trương rằng dân chúng mà biểu sao nghe vậy là tốt, nhưng mà có những quốc gia khác thì họ nghĩ rằng dân trí rất là quan trọng cho kinh tế, dân trí cần được nâng cao. Thì xin kính thỉnh ý kiến của Sư Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Phật, kính lễ Pháp và kính lễ Chư Tăng trong đạo tràng. Kính thưa sư phụ, câu hỏi mà sư phụ vừa hỏi là câu hỏi rất là quan trọng, là bởi vì cái trí tuệ của con người thì nó rất ư là cần thiết, là bởi vì chính cái trí tuệ đó nó điều khiển cái thân hành khẩu hành của chúng ta đúng pháp. Bởi vì nếu mà chúng ta không có trí tuệ thì không biết là thiện pháp hay ác pháp, và không biết cái chân lý mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng dạy, đó là cái nhân quả. Cái nhân quả đó không có phải bất cứ cái người nào đặt ra, không phải trời, không phải Chúa, không phải Phật, mà cái nhân quả đó là do Đức Phật tu hành mà nhìn thấy có cái chân lý đó, và đó là cái chân lý tuyệt đối. Cái chân lý tuyệt đối này vì lý do là không có phải cái có người nào đặt ra cái chân lý đó, mà nó là một cái chân lý tự nhiên. Và chính cái chân lý điều tự nhiên này nó điều hành những sự việc xảy ra trên trần gian này. Và nó không có vị nể ai, ngay cả Đức Phật là một vị toàn giác, mà trong cái điểm nào trong quá khứ của Ngài đó, mà Ngài đã làm cái gì đó, cho nên cái xảy ra là Ngài Đề Bà Đạt Đa đã dùng cây mà khơi cái tảng đá để đảng đá xuống đã để hại Đức Phật. Dù rằng trên trần gian này không có bất cứ một người nào có thể hãm hại Đức Phật, giết Phật, nhưng mà vì cái quá khứ xa xôi đó,
mà khiến cho cái tảng đá nó đụng vào tảng đá khác rồi nó văng ra một cái miệng mà khiến cho Đức Phật đã bị chảy máu và ngài Chivaka đã băng bó vết thương của ngài. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, chân lý tuyệt đối này gọi là cái nhân quả này, và những người tu hành nhất thiết là phải tâm niệm, là bởi vì bất kỳ một hành động nào, cái thân hành, cái body của chúng ta, khẩu hành là lời nói của chúng ta, và ý hành là cái tâm của chúng ta, nếu mà chúng ta khởi lên bằng một cái tâm bất thiện thì cái đau khổ sẽ theo chúng ta như là cái bánh xe theo chân con vật kéo. Mà ngược lại, Đức Phật giảng dạy rằng nếu mà chúng ta hành động bằng một cái tâm hiền thiện, bằng thân khẩu ý, thì cái hạnh phúc của chúng ta nó sẽ theo chúng ta như bóng không rời hình. Và đó là cái điều mà tất cả mọi Phật tử cũng như tu sĩ phải tâm niệm, phải nhớ rõ cái điều đó. Bởi vì vậy cho nên cái hành động mà hồi nãy sư phụ vừa giảng dạy đó là cái sự mà gọi là cài ruộng chúng ta thì chính là cái mà gọi là cái giữ giới hạnh, cái tế hạnh, cái đi đứng nằm ngồi của một vị tỳ kheo là phải đúng pháp. Bởi vì vậy cho nên hồi nãy sư phụ Tuệ Quyền có nói là không phải dễ dàng. Vì vậy cho nên nếu mà ai nếu mà nói là nói tu hành là dễ dàng thế này nọ thì sư phụ Tuệ Quyền có khuyến khích là đi tu đi đã biết. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, cái gọi là cái dân trí quan trọng phải là tất cả cái hiểu biết của những vị tu sĩ như là Phật tử. Mà nếu không có hiểu biết về cái giáo pháp của Thế Tôn, không có hiểu biết về cái nhân quả, thì có thể trong cái vô thức làm những cái điều sai lầm và phải gánh lại cái hậu quả đau khổ. Còn ngược lại, người hiểu biết như vậy thì phải kiềm giữ cái thân, ta gọi là cái thủ hộ cái thân tâm của chúng ta, thủ hộ cái lục căn của chúng ta để cho được trong sạch, để xứng đáng là một vị tu sĩ hay là một vị Phật đầy đủ qua nghi tế hạnh để mà có cuộc sống hạnh phúc đúng theo Thế Tôn đã giảng dạy. Và vì vậy cho nên cái dân trí hay là cái trí tuệ của chúng ta đó thì ta phải biết, phải có, mà muốn biết muốn có thì phải học. Học rồi phải tư duy phải thực hành. Vì vậy cho nên học, tư duy và thực hành đúng chánh pháp thì đó là cái nhiệm vụ của tất cả những người trên thế gian này có trí tuệ. Còn nếu không thì người đó sẽ bị nhân quả nó dập dùi vì mình đã hành động không đúng pháp. Kính thưa sư phụ, đó là những lời mà con hiểu biết theo cái câu hỏi số 4 này. Tuy nhiên vẫn là một người chúng sanh vô minh, xin sư phụ giảng dạy thêm và nói lại, chỉ lại những điều mà con nói chưa đầy đủ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ. Xin cảm ơn sư Nguyên Thông. Thưa quý Phật tử, chúng tôi xin được tiếp theo những lời chia sẻ của chư tăng trong buổi học hôm nay. Đôi khi đọc vào trong kinh thì chúng tôi có một cái cảm nhận, và trước khi nói về cảm nhận này chúng tôi cũng phải xin lỗi với quý Phật tử là chúng ta những người con Phật mà đối với Đức Thế Tôn thì chúng ta thường rơi vào trong một cái trường hợp gọi là cha làm thầy con đốt sách. Có lẽ là ở trên thế gian này không có một vị đạo sư nào mà cho chúng ta những cái lời dạy nó có chiều sâu và chiều rộng như Đức Phật. Tiếc là chúng ta là con Phật đó, thì chúng ta lại ít khi nhận ra điều này. Chúng tôi lấy một cái ví dụ mà chúng ta thường nghe, đó là Đức Phật Ngài là một vị đạo sư mà cách đây hơn 25 thế kỷ Ngài đã từng dạy rằng ở trong thế giới này không phải chỉ có riêng trái đất mà chúng ta đang sống, mà kể cả thái dương hệ và nhiều cái tinh cầu mà khác chúng ta thấy nó đều có cái tuổi thọ
họ cái là nó có sự hình thành và hủy diệt. Lời giải đó đó đối với nhiều Phật tử thì ô cũng bình thường thôi, nhưng mà chúng tôi nhắc quý vị một điều rằng tất cả những tôn giáo khác ở trên trái đất này, khi mà nghĩ đến cái gì vĩnh hằng, cái gì liên viễn đó, thì họ đều nghĩ đến trái đất này. Ở trên mặt đất đó có sông, có núi, có biển cả, rồi họ nghĩ rằng nó sẽ tồn tại mãi mãi. Con người sinh ra rồi chết đi, nhưng mà sông núi đại địa đó thì còn mãi thường hằng. Nhưng mà Đức Phật ngài ngài không có dạy như vậy. Ngài dạy rằng ngay cả cái trái đất mà chúng ta đang sống ở đây, nó còn có cái tuổi thọ, có lúc hình thành, có lúc nó tồn tại, có lúc nó hủy diệt. Và đó là những cái lời dạy rất lớn. Hay như trường hợp trong bài kinh ngày hôm nay, có một cái chi tiết mà thật ra con người mãi cho đến thế kỷ 19, 20 thì con người mới bắt đầu chợt nhận ra, chứ trước kia thì chúng ta không hiểu nhiều. Đó là nước và sự sống. Nếu chúng ta đọc kỹ những cái công trình nghiên cứu của những cơ quan vũ trụ của Hoa Kỳ, như cơ quan NASA hay là của Âu Châu, nói chung là ngành thiên văn, khi con người gửi những cái phi thuyền như Voyager hay là nhiều cái phi thuyền khác lên mặt trăng, lên hỏa tinh, và bằng những cái viễn vọng kính như là Chandra, viễn cửa Hubble, thì một điều mà các nhà thiên văn, các nhà khoa học luôn luôn đặt trọng tâm, đó là ở đâu có nước thì ở đó có sự sống. Và ví dụ như người ta tìm được ở một cái vùng Bắc Cực của mặt trăng, là họ tin rằng ở đó có băng hà, tức là có nước đá. Và người ta cũng tin rằng một phần nào đó của hỏa tinh nó có thể là vẫn còn những cái mạch nước ngầm, và thỉnh thoảng mạch nước ngầm mà rỉ ra bên ngoài qua cái sự quan sát của bầu khí quyển và những cái chất loãng mà chảy ra trên mặt của hỏa tinh. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta có một chút kiến thức căn bản về khoa học thì khó có thể phủ nhận rằng ở nơi nào mà không có nước mà lại có những chất hữu cơ, có những cái phi vi sinh vật, và ở đó có cái gọi là có sự sống. Và khi nước á, là một cái cơ sở của sự sống đó, thì chúng ta nên hiểu rằng một trong những cái hiện tượng rất ư là quan trọng của nước đó, đó là mưa. Mưa đó là một sự tuần hoàn. Như chúng ta thấy rằng mưa rơi xuống thành nước, nước thấm vào lòng đất đó, tạo thành những cái mạch nước, và mạch nước đó nó tạo ra suối, tạo ra sông, nó chảy ra biển cả, và biển cả nó bốc hơi, rồi nó tạo thành mây, mây rồi tạo thành mưa, mưa trở thành nước. Nó là một cái sự tuần hoàn. Nhưng mà từ cái nước biển mà trở thành mưa cho chúng ta nước ngọt, và mưa đó nó đã đem nước đến cho những cái hồ, những hồ nước lớn như là hồ Tông Lê Sáp ở Campuchia, hay là hồ Bảo Kinh của bên Nga, hay Bá Lè Á, hay là Cụ Đệ Hồ, và vô số hồ khác, và những con sông lớn, những con sông mà chúng ta gọi là những nền văn minh lớn của nhân loại từ thời cổ đại đó đều dựng dọc theo dòng sông, như là sông Hoàng Hà, hay là Lưỡng Hà, hay là dòng sông Ganga, sông Indus Valley, Indus chẳng hạn. Tất cả những dòng sông đó, đó nó đều là chiếc nôi của những nền văn minh nhân loại. Đó là chúng ta nói về văn hóa, nói về xã hội, nói về sự sống đó. Thì chúng tôi phải thưa quý vị như vậy, là ở một cái đất nước mà mưa quá nhiều, nhất là mưa dầm, mưa thúi đất như Ấn Độ đó, thật ra có nhiều người không bao giờ ý thức được rằng mưa nó quan trọng như thế nào với cuộc sống. Người ta chỉ chán ngán những con đường lầy lội, người ta chỉ khó chịu thấy rằng mưa xuống thì không thể ra bên ngoài được, người ta cảm thấy mệt mỏi khi mà mưa nó làm trên nước lũ. Nhưng mà phải có một cái tầm nhìn rất xa, phải có sự hiểu biết rất rộng mới hiểu rằng nước nó quan trọng như thế nào cho cuộc sống của loài người. Và Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo rằng ở chỉ trong vòng 30 năm nữa, tức là chúng ta tính là khoảng 2050, thì ở trên trái đất
trong số lúc đó có thể là 8 hoặc 9 tỷ người đó, thì hết gần 4 tỷ người thiếu nguồn nước sạch. Và thiếu nguồn nước sạch đang đe dọa đến sức khỏe và tạo nên một cái cuộc khủng hoảng về y tế và tốn kém vô cùng trên thế giới này. Và Liên Hợp Quốc đã kêu gọi con người nên ý thức điều đó, thay vì đầu tư quá nhiều để bán thuốc, đầu tư quá nhiều để xây bệnh viện, thì nên đầu tư để cung cấp nguồn nước sạch. Nước sạch đang là một cái nan đề cho rất nhiều quốc gia. Người ta nghĩ đến cái chuyện mà dẫn nước vào những cái sa mạc, và những sa mạc đó đó khả dĩ có thể hạn chế mất được cái sự lây lấn của sa mạc đối với vùng đất có thể canh tác. Bây giờ thứ vị, chúng ta nghe nói về trường hợp ở Mỹ, người ta đang nghĩ đến là bỏ cả hàng trăm tỷ đô la để xây dựng một cái thành phố giữa sa mạc, giữa hoang mạc thiếu nước, bằng cách dẫn nước về. Nhưng mà rồi ngay cả ở Mỹ, vùng nước rất là phát triển, thì hiện nay họ nói rằng con sông mà quan trọng nhất của miền biển Tây, tức là Colorado River, đang cạn dần, không đủ nước để cung ứng cho những cái tiểu bang như là Arizona, Nevada, California. Chúng ta cũng nghe nói rằng cái Đại Bình Nguyên, tức là Great Plain của Mỹ đó, Đại Bình Nguyên đó, từ trên Illinois đổ xuống những cái tỉnh bang miền Nam Texas, qua Georgia, người ta canh tác quá nhiều, khai thác nguồn nước quá nhiều, đến nỗi mà bây giờ những cái mạch nước ở dưới nó tạo nên những cái lỗ hổng, và người ta đang tìm cách nào đó ở trong tương lai phải giải quyết cái nguồn nước. Có thể người ta phải dẫn nước ngọt từ Ngũ Đại Hồ về. Và ở trong tương lai xa thì mình không cần nói đến, nhưng mà hiện nay thì như chúng thấy Trung Quốc, nếu chúng ta đọc tin tức thì với cái dân số đông nhất thế giới 1 tỷ 4, và với nền kinh tế khát điện khát nước đó, nhiều thành phố Trung Quốc đang thiếu nước trầm trọng. Đó là lý do tại sao mà người Trung Quốc đã lấy nước cạn kiệt của con sông Thương Lan. Con sông Thương Lan là cái thượng nguồn của sông Mekong của chúng ta, và sông Thương Lan nó chảy xuống thành dòng Mekong, rồi cuối cùng đổ ra biển ở miền Nam nước Việt, mà chúng ta gọi là sông Cửu Long, có sông Tiền Giang và Hậu Giang. Thì quý vị thấy rằng thật ra khó có thể tưởng tượng ai có thể lấy đi nước của một dòng sông, nhưng mà Trung Quốc quả thật đang lấy đi nước cả một dòng sông, tại vì họ đang khát nước trầm trọng. Mình nghe có nhiều khi rất là mâu thuẫn, ví dụ như là mình nghe nói lục lội ở Trung Quốc khiến cho bao nhiêu người bị chết, bao nhiêu nhà cửa bị hư. Mình nghe nói lục lội thì mình hay là nghe nói lũ lụt ở tại vùng đông nam của Hoa Kỳ thì mình nghĩ rằng nước có thừa thải. Thật ra thì đúng là thiên nhiên có những hiện tượng hơi bất thường, nhưng mà bỏ qua tất cả những điều đó đó, thì với cái một cái trái đất mà trên gần 8 triệu nhân khẩu, và ở những thành phố mà dày đặc người, và với sự khai thác về thiên nhiên, những nhà máy sản xuất á, thì nhân loại đang rơi vào trong một cái thảm họa của thiếu nước ngọt. Dạ, thiếu nước ngọt. Mặc dù chúng ta biết nước là một cái tài nguyên thừa thải trên trái đất này, nhưng mà chúng ta đừng bao giờ quên rằng con người đã có thể là ô nhiễm được bầu trời, con người có thể đánh bắt lòng cạn kiệt tài nguyên tôm cá dưới biển, thì con người đã đang làm cạn kiệt những cái nguồn dầu khí ở trong lòng đất, và kể cả cái nguồn nước sạch mà đáng là con người có được. Thật ra thì thưa quý vị, với một người nào mà có chút suy nghĩ về cái quan trọng của nước đối với sự sống, thì chúng ta sẽ thấm thía tại sao Đức Phật ngài dạy về cái sự quan trọng của mưa, tại sao ngài quan trọng của nguồn nước, tại sao Đức Phật ngài dạy sự quan trọng của nước sạch, và tại sao Đức Phật làm việc chánh đẳng chánh giác. Chúng tôi nhớ rằng hồi chúng tôi còn nhỏ, chúng tôi lớn lên ở miền Nam, quê hương của sông nước, và không phải chỉ có nước chảy qua những con sông, những con kinh, những con lạch, những cái xẻo nước, mà mưa trên trời đổ xuống, và chúng tôi rất là mệt mỏi với những con đường lầy lội, và thật ra không có hứng thú gì hết. Khi đọc cái câu rằng mưa hay là nước là quan trọng với sự sống, chúng tôi thấy câu đó không có nghĩa gì hết, còn không có nghĩa gì hết. Cũng giống như ngày nay có nhiều người cần tới thì mở cái vòi nước ra lấy nước uống, nhưng chưa bao giờ đặt một câu hỏi rằng nước nó quan trọng đối với sự sống của chúng ta như thế nào. Thật ra quan trọng lắm, quan trọng lắm.
Chứ thì có một cái kinh nghiệm rất gần ở trong năm nay, thưa quý vị, 2021 đó, là có một cái cơn bão tuyết đi qua ngang Texas, và một cái hệ quả lớn là điện bị cúp trong nhiều ngày, và do cái lạnh đó, nó làm bể hệ thống, và cũng có nhiều ngày chùa bị cúp nước. Cúp nước là vì lý do là ống nước trong chùa bị bể. Có sống ở trong những ngày đó không có điện, không có nước, cũng may là trước đó thì mình có dự trữ nước trong thùng, và Phật tử hay là những vị đế như sư Bửu Tâm có mang đến cúng dường cho nước cai. Nhưng mà thưa quý vị Phật tử, rằng khi mà mình sống ở tại Mỹ mà bị cúp điện, cúp nước rồi, mình mới thấy rằng à, những cái đó nó quan trọng như thế nào về cuộc sống. Hàng ngày chúng ta cần rửa tay, chúng ta mở vòi nước ra, chúng ta cần tắm, chúng ta mở vòi nước ra, chúng ta cần uống thì chúng ta mở vòi nước ra, cần nấu mở vòi nước ra. Chúng ta chưa bao giờ nghĩ rằng điều đó nó có gì quan trọng hết. Cũng giống như một người con mà ở gần bên bà mẹ kêu con ơi ăn cơm, con ơi đi ra ngoài có dù, con ơi thế này thế kia, có bao giờ người con thấy sự quan trọng bà mẹ? Cho đến một ngày bà mẹ chết đi rồi thì mình thấy rằng mình mất mát rất nhiều. Thật ra ở trong tất cả những gì mà thuộc về thiên nhiên thì thưa quý vị, nước là một cái gì rất quan trọng cho cuộc sống, quan trọng lắm. Có thể chúng ta sống những nơi mà ví dụ như vị nào mà đang nghe lớp Phật báo của Chaitanya và quý vị đến từ Canada thì quý vị không nên nghĩ rằng nước là quan trọng lắm đâu. Tại vì thật ra Canada là một vùng đất có thừa nước và nước rất sạch, nước rất ngon. Chúng tôi sang Canada, một trong những hạnh phúc đó là mở bồn nước ra, lấy cái ly hứng nước uống. Dạ, có vị nào qua Canada quý vị hiểu rồi. Cái nước ở tại Canada uống nó không có mùi chlorine, mà nước Canada uống có cái vị ngọt đặc biệt. Và chúng ta khi mà uống nước như vậy đó thì mình mới thấy rằng một đất nước, đất rộng người thưa và nước thì sạch, môi trường thì sạch, nước sạch có thừa, hạnh phúc lắm. Nhưng mà đôi khi ngay cả những người định cư tại đó chưa chắc là họ đã cảm kích được điều đó. Vì vậy khi mà Đức Phật dạy rằng mưa đó là giúp cho các cái sinh loại, sinh vật ở trên trái đất này được tồn tại đó, thì thưa quý vị, chúng ta phải hiểu cái câu đó đó ở một cái chiều kích rất rộng. Chúng ta phải nhìn trở lại sự quan trọng của thiên nhiên đối với con người, những cái khó khăn mà cả thế giới đang phải đối diện hiện nay, và qua đó chúng ta cảm kích rằng Đức Phật đúng là Phật. Đức Phật đúng là Phật. Bởi vì sao vậy? Thưa quý vị, đa số nó hầu hết những vị giáo chủ, những triết gia, những con người nổi tiếng khác đó, khi mà nói về cái mà giúp cho con người duy, họ nói thượng đế nè, họ nói thần linh nè, họ nói là bạc châu báu nè, họ nói là binh quyền ngất ngưỡng của các đế chế nè, họ nói về kinh tế. Nhưng mà có bao nhiêu người trong những vị giáo chủ đó, những triết gia đó nói một điều rằng nước là quan trọng đối với cuộc sống, và nước dĩ nhiên đến từ mưa, quan trọng cuộc sống thế nào? Và chúng tôi nói mà không có sợ sai lầm là thứ gì, lịch sử Đông Tây kim cổ đó, chỉ có một vị giáo chủ duy nhất mà dạy chúng ta điều đó là Đức Phật. Nhưng mà ít bao giờ chúng ta thấm thía điều đó, mà ít bao giờ chúng ta cảm nhận rằng chúng ta may mắn là con của Phật, chúng ta may mắn là tu theo Phật. Đức Phật là một vị giác ngộ, và những lời Ngài nói không phải là Ngài đọc trên báo chí, không phải Ngài đọc ở trên Internet, không phải là Ngài đọc ở trong các bản nghiên cứu ở tại các cái trường đại học, mà lời Ngài nói là từ cái nhận biết của một vị Phật giác ngộ cách đây 25-26 thế kỷ. Điều đó vĩ đại lắm, điều đó quan trọng lắm. Cũng như hồi nãy chúng tôi thưa với quý Phật tử là khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái trái đất mà chúng ta đang sống đó, nó sẽ tới một ngày nào đó nó cũng sẽ hủy diệt, tại vì nó có tuổi thọ của nó. Ngày hôm nay mà với những cái viễn vọng kính như là Hubble Chandra đó, chúng ta đã chụp được không phải là những cái tinh cầu, mà chúng ta chụp đến cả những cái thái dương hệ, cả đến những cái ngân hà mà nó đang vỡ toan ra, đang bị hoại diệt. Thì chúng ta không nói đến một cái thái dương hệ, mà chúng ta nói đến cả một cái thiên hà mà nó hủy diệt, nói gì đến một trái đất, nói đến một tinh cầu. Và thật ra điều đó nó vượt ngoài tầm nhìn của tất cả nhân loại. Và
chúng ta sinh ra đời đã thấy núi đó, sông đó, chúng ta sinh ra đời đã thấy sơn hà đại địa đó, và khi chúng ta chết đi thì sơn hà đại địa nó vẫn còn, sông núi nó vẫn còn, thì chúng ta nghĩ rằng ồ, sông núi đó là miên viễn vĩnh hằng. Đừng nói chi là người Ấn Độ có những vị mà tu thiền nhớ về kiếp sanh ở cõi phạm thiên thì họ cũng tin là cõi phạm thiên là cõi vĩnh hằng. Và ngày hôm nay chúng ta nghe những người Phật tử khi mà cầu nguyện phân ưu thì cũng mong người sanh vĩnh hằng, họ nghĩ rằng ồ, cái đó là hay lắm. Ví dụ như năm nay mà hôm qua thế này, nghe nhiều cái lời cầu nguyện chia buồn đối với sự ra đi của Phi Nhung á, thì thậm chí có những người Phật tử nói cái câu đó nhưng mà họ hiểu là gì, họ hiểu về cõi vĩnh hằng. Dĩ nhiên là cái quan niệm về cõi vĩnh hằng là quan niệm của Kitô giáo chứ không phải quan niệm Phật giáo. Chúng ta nói một cách khác là chúng ta sống thì khó bao giờ mà chúng ta thấy hình dung được rằng chúng ta đang sống ở trong một thế giới hữu sanh hữu diệt, hữu hình hữu hoại. Về kể cả trái đất, không phải trái đất này mà cả thái dương hệ ở trong đó, mặt trời mặt trăng, không phải chỉ một thái dương hệ mà cả cái thiên hà, cái thiên hà mà chúng ta đang thuộc về nữa là Milky Way, dãy ngân hà đó, rồi nó cũng tiêu diệt. Không có một cái hiện tượng của pháp hữu vi nào ở trong vũ trụ bao la này, và kể cả một sát na vô cùng vi tế của tâm pháp sắc pháp mà nó vĩnh hằng hết, nó sanh ra rồi diệt. Và điều đó đã được Đức Phật dạy, Đức Phật dạy từ ngàn xưa. Và nếu chúng ta đọc kỹ và để ý và có một chút suy tư đó, thì chúng ta thấy rằng khi mà Đức Phật dạy rằng mưa là quan trọng đối với loài người, mưa quan trọng với sự sống. Và rõ ràng đó là khi mà Đức Phật nói bà mẹ thiên nhiên đó, là nuôi cả tất cả đứa con, dù đứa con siêng hay đứa con là biến mẹ thiên nhiên cũng nuôi hết, thì ở đó Đức Phật ngài cho chúng ta biết cái vai trò của thiên nhiên. Có nhiều khi chúng ta nói câu là trời đẻ trời nuôi, hay là trời sinh voi thì sinh cỏ, thì quả thật là không phải hoàn toàn bao giờ trời đẻ trời cũng nuôi hay trời sinh voi thì cũng sinh cỏ. Nhưng mà chúng ta biết rằng thiên nhiên có một cái vai trò là hàm dưỡng cái sự sống, và trong cái vai trò hàm dưỡng sự sống thì nó có phân biệt. Dạ, yeah. Nhưng chúng ta thấy là mưa thì mưa khắp nơi. Dạ, chỗ đẹp cũng mưa, chỗ xấu cũng mưa, người nhà người thân cũng mưa, nhà người lạ cũng mưa, chỗ sạch cũng mưa, chỗ dơ cũng mưa, mà mẹ thiên nhiên không có phân biệt. Thì cái câu mà nói rằng cái gì mà nuôi dưỡng người lười biếng và cái người siêng năng á, thì bảo đó là mưa và cũng là một bà mẹ thiên nhiên. Dạ. Thì quả thật trái đất này cho chúng ta rất nhiều, thiên nhiên cho chúng ta rất nhiều, chúng ta có ý thức điều đó hay không? Chúng ta trở lại với bài kinh ngày hôm nay. Ở trong bài kinh ngày hôm nay thì Đức Phật ngài nêu lên cái điều kiện tồn tại của cuộc sống, nó qua ba cái phương diện. Một cái phương diện sâu kín nội tại và ảnh hưởng bên ngoài, đó là trí tuệ và chánh niệm. Nói một cách khác đó là tri thức và cái lương tri của con, cái lương thức của con người. Khi mà chúng ta nói cái tri thức là chúng ta nói đến sự hiểu biết, nói đến trình độ nhân trí. Đó là một cái chất liệu luôn luôn phải có. Từ một cái xã hội phát triển cho đến một cá nhân ưu tú thành công trong xã hội đều cần đến trí tuệ, tri kiến hết. Và chúng ta nói chung là nhân trí, hay là tri thức, hay là sự hiểu biết luôn luôn quan trọng. Còn cái chánh niệm ở đây đó, thì nói cái phạm vi rất cá nhân của người tu tập đó, đó là chánh niệm tỉnh thức. Mà đối đến một cái phương diện rộng lớn xã hội thì đó là cái lương thức, đó là một cái tỉnh táo về cái gì xảy ra. Ví dụ như là ngày hôm nay đất nước Hoa Kỳ đang rơi vào trong một tình trạng chia rẽ phân hóa, và cái nền dân chủ Hoa Kỳ đang bị đe dọa một cách nghiêm trọng khi mà người ta dần dà mất đi cái niềm tin vào cái hệ thống bầu cử. Người ta đang bị chia rẽ phân hóa trầm trọng khi một đại dịch xảy đến mà nhân tâm ly tán, người ta không đồng ý với con người. Thật ra thì bên này và bên kia đang chống nhau, đang chửi nhau. Nhưng mà cho đến khi nào mà con người có đủ cái tỉnh táo mà nhận ra rằng đó là cái nguy cơ, là nguy cơ đất nước Hoa Kỳ,
tất cả những đế chế, tất cả những cái đế quốc lớn ở trong lịch sử nhân loại đó, nó đều bị hủy diệt, không phải là do cái thế lực bên ngoài, mà do sự phân hóa, hóa mục nát từ ở bên trong. Chúng ta nói đến đế quốc Mông Cổ, đế quốc lớn nhất lịch sử nhân loại, chúng ta nói đế quốc cùng mạnh là đế quốc La Mã, hay là thậm chí đế quốc Ottoman, hay là đế quốc Khmer. Chúng ta đọc kỹ lịch sử, những đế quốc này đều manh mún chia rẽ và dẫn đến cái chỗ hủy diệt là tự hủy, chứ không phải do thế lực ở bên ngoài. Hoa Kỳ cũng vậy. Hoa Kỳ là một cường quốc hàng đầu ở thế giới, nhưng mà Hoa Kỳ sẽ bị chia rẽ, phân hủy. Đầu tiên là cái sự thu hút rút. Giờ Hoa Kỳ từ chối cái vai trò lãnh đạo thế giới, rồi Hoa Kỳ sẽ tự phá hoại lấy nền dân chủ của mình. Hoa Kỳ tự làm suy yếu một sự chia rẽ phân hóa. Nhưng mà điều này thì nó không còn là đến từ một cá nhân nữa, mà có thể đến từ một chính đảng, có thể đến từ một cái số người. Và hiện nay đang có một cái lực rất là mạnh để chi phối đất nước Hoa Kỳ, đó là cái mặc cảm của người da trắng. Người da trắng họ đang nghĩ rằng những người da màu, những người không phải da trắng đang nổi lên chiếm đa số. Và điều này đó, nó đã không cho một nước Mỹ tiếp tục tồn tại như một đất nước mở rộng vòng tay đối với di dân, như một nước Mỹ ưa chuộng về sự bình đẳng của sắc tộc, sự bình đẳng của màu da. Và nước Mỹ đang có một sự phân hóa lớn về chính trị, thì nước Mỹ sẽ suy tàn về vấn đề phân hóa. Và sự phân hóa đó nó không có phải đến từ sự yếu kém về kỹ thuật, về kinh tế, về quân sự. Nước Mỹ đang rất là mạnh về mọi phương diện, nhưng mà vì bên này phe này không đồng ý phe kia, rồi kéo nhau xuống hố hết. Dạ. Thì ở trong những trường hợp như vậy đó, rất ít khi chúng ta tỉnh táo. Dạ, rất ít khi chúng ta tỉnh táo. Như Đức Phật ngài dạy rằng, người ta không có hiểu biết rằng ở đây ta bị diệt. Ai hiểu được điều này, tranh luận tự nhiên tiêu. Điều đó có nghĩa là Đức Phật dạy rằng, con người đó mà tranh chấp chửi bới với nhau là không nghĩ rằng mình có thể dẫn đến chỗ tiêu diệt. Dạ, dẫn đến tiêu diệt. Chúng tôi lấy một ví dụ bây giờ, như chúng tôi sống ở tại Hoa Kỳ, ở một cái vùng mà chỉ có vài ngôi chùa Năm Tông thôi. Dạ, thì đáng lẽ nếu mà chúng ta tỉnh táo chánh niệm thì những ngôi chùa có thể hỗ trợ với nhau. Nhưng mà khi chúng ta không tỉnh táo thì chúng ta chia rẽ chống đối với nhau, thì đến chỗ là suy yếu, diệt vong. Nhưng mà khi người ta lao vào cái cuộc mà tàn hại lẫn nhau, đố kỵ, chống phá nhau đó, thì thật ra lúc đó chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình khôn ngoan, nhưng mà kỳ thật nó là một cái gì thiếu sáng suốt, thiếu tỉnh táo. Nếu mà đất nước này Hoa Kỳ, dân chúng Hoa Kỳ mà tỉnh táo một chút đó, thì có thể vượt qua cái đại họa này. Nhưng mà thưa quý vị, đại dịch Covid đã lấy đi hơn nửa triệu sinh mạng. Và người ta nói mỗi một ngày đó, ngày hôm nay khi chúng tôi đang nói với quý vị, mỗi một ngày đó dân chúng Mỹ chết hơn 1.500 người vì Covid. Và cách 2 ngày đó thì cái số người chết vì Covid hơn 3.000 người. Quý vị nhớ là cách mỗi 2 ngày Covid chết 2-3.000 người đó, nó bằng cái số người chết trong cái biến cố September 11, 11 tháng 9. Nhưng người Mỹ cũng không tỉnh ra. Người Mỹ vẫn xem Covid là vấn đề chính trị. Người Mỹ vẫn đã phá vấn đề mang khẩu trang. Người Mỹ vẫn chống đối chích ngừa. Và người Mỹ vẫn có hàng trăm hàng ngàn lý do để nói rằng chích thuốc vaccine vào, tức là một cái âm mưu để chích những cái microchip vào trong máu, theo trong người. Thật ra thì tại sao vậy? Là tại vì cả một cái thế hệ bị đầu độc, cả một tầng lớp bị đầu độc. Người ta tính như vậy là 73% những 10 người mà theo cái đảng Cộng Hòa hiện nay đó, thì họ rất ghét vaccine. Và đó là một dấu hiệu rất là đáng ngại. Tại vì sao vậy? Khi mà chúng ta chống Covid đó, thì phải toàn tâm toàn lực. Không ai chống Covid mà không toàn tâm toàn lực hết. Người ở tại Hoa Kỳ ta vẫn còn chửi bới với nhau về vấn đề cho mang khẩu trang hay không mang khẩu trang. Con nít bị chết, trẻ em đi vào trường học bị lây, nhưng mà người ta vẫn kiện với nhau để làm sao cho trẻ em đừng mang khẩu trang vào trường học. Thì chúng ta thấy rằng ai tiêu diệt chúng ta tiêu diệt tự mình. Cái khả năng tự hủy nó đến từ mình. Những đế quốc Mông Cổ
không phải bị một đế quốc khác tiêu diệt đâu. Đế quốc Mông Cổ đã bị tiêu diệt bởi chính khi Thành Cát Đi Hãn chết đi và những kha hãn khác đã tranh chấp với nhau. Đế quốc La Mã suy tàn vào thế kỷ thứ tư là không, cũng phải là do thế lực bên ngoài. Chúng ta biết rằng khi mà nó chia ra Nam La Mã và Bắc La Mã ở Byzantine và Roman thì cũng là một sự chia rẽ dẫn đến sự hủy diệt. Thành ra là chúng ta nói rằng theo đạo Phật thì tất cả những cái đế chế, tất cả thế lực lớn trên thế giới nó đều dẫn đến sự hủy diệt, mà hầu như cái bài học của Đông Tây Kim Cổ nó không đến từ ở bên ngoài mà nó đến từ bên trong. Và khi đến từ bên trong thì thưa quý vị, cái đó là chúng ta gọi là thiếu cái tỉnh táo. Và chúng ta không có tỉnh táo khi mà mình đã lao đầu vào trong tranh chấp, hận thù, chia rẽ, phân hóa rồi, chúng ta không tỉnh táo. Ngày hôm nay khi mà chúng ta đang nói chuyện ở đây đó, thì chúng ta phải thưa rằng ở tại nước Mỹ người ta vẫn chưa tỉnh táo, mặc dù là Covid đã làm cho cái điên đảo. Như quý vị ở Việt Nam, quý vị cũng biết rằng không có thuốc ngừa, khó đẩy lùi Covid. Ấn Độ bị như vậy, Âu Châu bị như vậy, nhưng mà người Mỹ họ vẫn tin rằng Covid là vấn đề chính trị bịa đặt ở tại nước Mỹ. Nó dễ sợ như vậy. Và khi mà nó dẫn đến cái tình trạng không có tỉnh táo rồi đó, thì cái con số cả hàng ngàn người chết mỗi ngày, cái con số bao nhiêu triệu người lây nhiễm, kinh tế bị cạn kiệt, và cái sự khập khiễng, cái sự eo ụt của một cái sự vực dậy nền kinh tế đó, nó đã không còn là vấn đề người ta quan tâm nữa. Người ta quan tâm cái gì? Người ta quan tâm ý thức hệ, người ta quan tâm về quan điểm về này tiếng kia. Tại vì vậy đó, khi mình Đức Phật dạy rằng cái trí tuệ rất là quan trọng, trí tuệ rất quan trọng trong cá nhân, quan trọng trong đời sống. Chúng ta nhớ rằng Âu Châu vừa qua thời Trung Cổ, vừa qua cái thời kỳ Dark Age là nhờ vào cái gì? Nhờ vào trí tuệ. Cái thời kỳ mà Enlightened Age với Dark Age đó, nó khác biệt với nhau là cái thời kỳ Dark Age đó, người ta làm sao để đàn áp dân chúng, bắt mọi người phải tuân theo, phải nghe theo, dân chúng càng ngu càng dễ bị trị. Nhưng mà cái thời kỳ Enlightened Age là bắt đầu người ta hiểu rằng ở trong mỗi con người có cái chất xám, và nếu chất xám được dùng đúng chỗ thì nó sẽ làm cho những quốc gia đó được phát triển. Ở trên thế giới này không có xã hội nào mà dân trí bị đàn áp mà theo đuổi chính sách ngu dân mà quốc gia phát triển, không có. Trí tuệ hay dân trí nó quan trọng kinh tế, sự tỉnh táo nó quan trọng nền kinh tế. Rồi Đức Phật dạy rằng chúng ta sống, chúng ta cũng nên biết chăm sóc tốt những tiện của mình. Một cái người chạy xe mà đạp thắng hoài, chạy xe không có biết bảo trì tốt á, thì chạy xe vừa phá xe. Một cái vị ở trong chùa mà không biết ăn cái nào rồi cái chùa càng chùa. Một cái người ở trong nhà mà không biết sửa chữa nhà, không biết chăm sóc nhà, ở thời gian thì làm hỏng căn nhà. Cái gì cũng vậy hết á, là mình phải biết quý. Cũng giống như là một nhà nông thì có trâu bò. Trâu bò không nên quan niệm đơn thuần đấy chỉ là vật tư hữu. Trâu bò là một người cộng sự. Trâu bò là cái người đồng hành với mình. Và Đức Phật khẳng định một điều đó là sự lao động. Ở đây chúng ta thấy chữ Aryabhatha có đôi khi dịch là oai nghi, nhưng mà thật sự ở trong kinh, ở trong sớ giải, nó là sự lao động. Nó là một cái yếu tố sinh nhai. Không có một xã hội nào mà con người kém cái tinh thần lao động, dù lao động trai tay chân hay trí óc mà có đi tới hết. Thì nói chung thưa quý vị, bài học này thật ra không phải là bài học đơn thuần đâu. Chúng ta nói đến những cái yếu tố rất là sâu thẳm, một cái yếu tố bình thường trong đời sống, và kể cả một cái nhìn đại quan. Ví dụ như Đức Phật dạy là nước hay là mưa là cái nguồn sống, là mưa đó là một cái gì mà tạo nên sự sống sinh vật trên trái đất này. Do vậy hôm nay thì chúng ta học một bài học nói về những cái yếu tố của sự sống còn. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay ở tại đây, và hẹn gặp lại chư tôn đức vào chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Hello. Dạ, 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 dạ. Dạ.
sa thú lành thai. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi đúc kết bài học ngày hôm nay. Dạ, con kính tri ân đức đại tri cho con biết được tín hiệu. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những dấu nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân kỷ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt thì yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha. Dạ, con kính tri ân quý ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng. Yang kim chi phu sa la ca mang ca pa pa ge ya ma ma ca ye na va cha ma na sa di ca se su ca pa ca pa mi sa ye na pa sa ni do a ti ye ya sa pa sa ni do ca pa bu ya pa ma ma ya sa pe pa ki pa ma tu te ye ca ca pa su li ang ye ca bu ya pa ma ma ya ye ca da con xin hồi hướng phước lành mà các cùng phạm giới chúng sanh rồi dừng mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền tiền quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên quang nghị bao truyền gần xa cầu cho mưa thuận cho hòa pháp thân thường hiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mang căn nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa pang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron